Kiến thức của các hạ quả nhiên bất phàm, hình dáng tướng mạo của con thú này là như vậy." Hàn Lập nghĩ một chút rồi kể lại chi tiết về độc mục cự nhân. "Nếu đối phương chỉ dựa vào giới thiệu giản lược của mình đã đoán được thuộc tính thổ của nó thì xem ra kiến thức của y thực bất phàm, có lẽ thực sự hiểu biết về con thú này. Xem ra dữ liệu lúc trước của ta không sai, độc mục cự nhân mà các hạ nói tới chính là dị thú Thái Phỉ." Hư Ảnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu nói, "Thái Phỉ, phiền các hạ nói rõ hơn." Hàn Lập nao nao đây là một loại linh thú vô cùng hiếm thấy, ta cũng mới chỉ nghe về nó, còn chưa được nhìn thấy bao giờ. Con thú này sinh ra trong hỗn độn, trời sinh tinh thông pháp tắc thuộc tính thổ, có thể ngự thổ tự nhiên. Khi nó trưởng thành sẽ có thực lực ngang chân tiên cảnh. Hư Ảnh chậm rãi nói, thì ra là thế, không biết ngoài ra, con thú này còn có gì đặc biệt. Hàn Lập như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại hỏi, nếu nói chỗ đặc biệt của con thú này, chính là mắt của nó có thể sinh ra biến dị đó là sinh ra một tia pháp tắc thời gian mà tất cả tiên nhân phải điên cuồng. Có điều thái phỉ biến dị này vô cùng ít, gần như một vạn không được một. Mà mỗi lần xuất hiện biến dị này đều gây ra một trận đại loạn. Hư ảnh nghĩ ngợi một hồi mới nói, pháp tắc thời gian, hàn lập thì thảo nói, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cuồn cuộn dậy sóng. Lúc trước hắn đã nghi ngờ thần thông mà đầu thái phỉ kia thi triển liên quan tới pháp tắc thời gian, hôm nay nghĩ lại, xem ra đầu thái phỉ kia chính là thái phỉ biến dị mà đối phương nhắc tới. Không sai, chính là một trong tam đại pháp tắc trí tôn pháp tắc thời gian, nếu không cũng không đến mức cứ xuất hiện thái phỉ biến dị là gây chấn động lớn đến thế. Hư ảnh khẽ cười một tiếng rồi nói, ba loại pháp tắc trí tôn, Hàn Lập nghi ngờ hỏi, hư ảnh kia nghe thế hơi ngạc nhiên, liếc mắt đánh giá Hàn Lập vài lần mới mở miệng nói, sao thế? Ngay cả tam đại pháp tác trí tôn mà các hạ cũng không biết ư. Tại hạ kiến thức nông cạn, để cho các hạ chê cười, kính xin chỉ giáo đôi điều. Hàn lập cười nhạt một tiếng, chỉ giáo thì không dám, điều này vốn là chuyện mà ai cũng biết. Cái gọi là tam đại pháp tắc trí tôn chính là pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian và pháp tắc luân hồi. Nghe nói ba đại pháp tắc này là vạn pháp tri nguyên, ba ngàn đại đạo đều từ đó mà ra cả. Trí tôn pháp tắc cũng là pháp tắc thừa thất khó lường nhất mà ngay cả thánh tổ cũng không có mấy người nắm được còn những tiên nhân phía dưới thánh tổ thì ngay cả cơ hội tiếp xúc với tam đại pháp tắc trí tôn cũng không có nữa là. Hư ảnh lắc đầu, ao ước nói, ba ngàn đại đạo, hàn lập nghe vậy, thì thào tự nói, đúng thế, ba ngàn đại đạo, trong truyền thuyết, mỗi loại pháp tắc lại đại diện cho một đại đạo, mà mỗi loại đại đạo đều có thể đạt đến cảnh giới đạo tổ, các loại pháp tắc được ghi lại tại tiên giới có ba ngàn nên cũng có ba ngàn đại đạo. Hư ảnh vẫn mơ ước nói, thì ra là thế, hàn lập thì thào một tiếng, ý niệm trong đầu thay đổi liên tục. Trên tiên giới này, tài liệu ẩn chứa ba đại pháp tác vốn là chân bảo mà có tiền cũng không mua nổi, hơn nữa cũng không thể mua nổi theo con đường bình thường được. Mấy năm gần đây, ngay cả tung tích của Thái phỉ cũng có người dùng cái giá cực lớn để nghe ngóng. Nếu các hạ có manh mối thì có thể bán cho thành viên trong minh, tin rằng sẽ có nhiều người chịu trả giá lắm." Hư Ảnh thâm ý nói, "Ha ha, sao tại hạ lại có tung tích của Thái phỉ cơ chứ?" chỉ là mấy ngày trước thấy tư liệu liên quan đến nó nên tại hạ mới tò mò hỏi thôi. Hàn lập mỉm cười nói, ha ha, năm đó tại hạ thấy bài viết về con thú này cũng cảm thấy rất hứng thú. Hư ảnh chớp mắt, khẽ cười nói, đa tả các hạ giải thích nghi hoặc, hiện giờ ta không còn gì muốn hỏi nữa, sẽ chuyển thù lao đến cho các hạ sau. Hàn lập gật đầu nói, hư ảnh kia cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì, thân hình chỉ lóe lên đã không thấy đâu nữa. Hàn lập phất tay lấy thù lao ra, đặt ở nơi truyền tống vật phẩm, hào quang chỉ chấp một cái dã biến mất. Làm xong hết thảy mọi chuyện, hắn mới tháo mặt nạ xuống, trên mặt không khỏi hiện nét tươi cười. Nụ cười của hắn không phải vì chuyện thái phỉ, mà là viên châu được hình thành khi trường thiên bình thôn phệ tiên linh lực của hắn sinh ra. Mặc dù không thí nghiệm lần nữa, nhưng hắn nghĩ năng lực này của bình nhỏ chắc là giống với lục dịch, tức là không phải chỉ sinh ra một lần mà thôi. Mà nếu như vậy thì theo lý thuyết, hắn có thể có được vô hạn vật chứa lực lượng pháp tắc, mà lại là pháp tác thời gian hiếm thấy ư? hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu bình này có thể thúc giục linh dược sinh trưởng, vậy viên cầu do linh dịch luyện hóa thành kia dù có mang pháp tác thuộc tính mục hay thời gian cũng chẳng có gì là cả. Có điều nghĩ tới đây, thần sắc của hắn lại nghiêm túc lại. Linh vật chứa đựng lực lượng pháp tác thời gian tại tiên giới quý trọng như thế, vậy phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này. Mà ngày sau cho dù vạn bất đắc dĩ phải lấy vật ấy ra để trao đổi cũng phải cam đoan thân phận của mình không bị tiết lộ mới được. Dù sao thì một khi việc này bị phát giác, với một chút tu vi của mình thì nguy cơ vẫn lạc tại tiên giới vẫn cực kỳ cao. Hàn lập nghĩ thế, chợt sắc mặt trầm xuống, nghĩ tới một chuyện. Việc trí nhớ mấy trăm năm của hắn mất đi liệu có liên quan tới tinh viên này không? Vừa nghĩ tới đây, hắn bỗng đứng thẳng lên, đi tới đi lui trong mật thất, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này không nhỏ. Thế nên hắn lại lấy tinh viên ra, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu kỹ càng và dùng thần thức thăm dò tinh viên. Thần thức dò xét cả buổi, nhưng vẫn không có thu hoạch gì cả. Một tay Hàn Lập điểm vào mi tâm, một tia ô quang bắn ra, hiện ra một con mắt đứng thẳng, chính là phá diệt pháp mục. Đồng thời hai mắt Hàn Lập sáng lên, bắn ra hai tia sáng xanh. Ba tia sáng dung hợp lại với nhau, Hàn Lập lẩm bẩm mấy câu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh quang nơi mi tâm lóe lên, một cỗ thần thức khổng lồ bắn ra, hợp nhất với ba đạo linh quang kia. Ba đạo linh quang từ từ biến hóa, tạo thành một con mắt xanh đen nhìn về tinh viên kia chính là bí thuật kết hợp phá diệt pháp mục và minh thanh linh mục. Một vầng hào quang xanh đen bắn ra, bao phủ tinh viên. a à, Hàn Lập vui vẻ hẳn lên, ngay tại trung tâm của tinh viên có một sợi tơ màu vàng nhạt mỏng manh, nếu không phải hắn thi triển bí pháp kết hợp kia thì không thể phát hiện được nó. Nửa tháng sau, các đảo gần ô mông đảo, một nơi bên ngoài hải vực, sóng cuộn dâng, một vòng xoáy cực lớn đang từ từ chuyển động. Trên đảo, Hàn Lập khoanh chân ngồi, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đó, tinh viên kia vẫn bị hắn đặt lên chán. Căn cứ vào ghi chép điển tịch mà hắn đọc thì việc dựa vào tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là chuyện không thể, nhưng sau này nếu tu luyện loại pháp tắc này thì kinh nghiệm vẫn có ưu thế nhất định. Đương nhiên đấy là do người có kinh nghiệm tu luyện kể lại. Còn có ưu thế gì, trợ giúp được bao nhiêu thì bản thân phải tìm hiểu. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập mở to mắt, bỏ tinh viên xuống, khẽ lắc đầu. Hắn đã cảm ngộ nhiều ngày như thế, thử các loại phương pháp thử cảm ứng tia pháp tắc thời gian kia nhưng vẫn không thu hoạch được gì, có điều đây cũng không phải ngoài ý muốn của hắn. Hắn vuốt ve tinh viên trong tay, mắt liếc nước biển, nhíu mày nhìn địa trích hóa thân đang tu luyện dưới đáy biển. Tinh viên trong tay hắn nhìn thì không thay đổi gì, thực ra lực lượng pháp tắc thời gian đang yếu bớt, mà sợi tơ chứa lực lượng pháp tắc thời gian đang ngày càng mở đi. Theo tốc độ này, chắc khoảng nửa tháng nữa, lực lượng pháp tắc trong tinh viên này sẽ biến mất, sợi tơ cũng sẽ không còn nữa chuyện này không khỏi làm hắn thấy thất vọng nên xem ra chuyện bán tinh viên cho người khác để đổi lấy tài nguyên đã khó thực hiện được rồi hắn thu lại ánh mắt nhìn về tinh viên trong tay đôi mắt chớp động liên tục mặc kệ dù sao cũng phải thử nghiệm xem sao dù gì hiện giờ ta cũng có thể khống chế được một chút pháp tác thuộc tính thủy rồi hàn lập thì thào nói tiếp đó vung tay ra hải vực quanh đó chợt sôi trào sau đó mới dần yên tĩnh trở lại tiếp đó một bóng lam lóe ra dừng lại bên cạnh hắn hào quang của bóng lam biến mất lộ ra thân ảnh của địa trích hóa thân hàn lập phất tay ném tinh viên qua hóa thân kia tóm lấy tinh viên hắc quang trên người lóe lên một sợi tơ pháp tắc bay tới nhập vào trong tinh viên để tìm kiếm muốn dò xét lực lượng pháp tắc trong tinh viên thì cũng phải dùng tới lực lượng pháp tắc có điều dù gì thì pháp tắc thời gian cũng là trí tôn nên việc này vẫn là khá mạo hiểm nhưng nếu như không nếm thử một chút hàn lập sẽ không cam lòng hắn chỉ hy vọng chuyện này sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn cho địa trích hóa thân mà thôi. Hắn đang suy nghĩ, sợi tơ pháp tắc kia đã chui vào trong tinh viên, O, O, N, G, hào quang trong tinh viên sáng lên, tản ra kim quang chói mắt. Hàn lập thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, nhưng hắn chưa kịp cảm ứng kỹ thì chợt dị biến phát sinh. mươi 134, Linh vật nghịch thiên, chỉ nghe thấy một tiếng bùm rất lớn, viên tinh hạt đột nhiên nổ tung khiến hư không gần đó lập tức tràn ngập vô số bội sóng li ti chẳng chịt mờ ảo lấp loáng nhấp nháy rồi nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh bởi vì đứng quá gần lại bị bất ngờ nên dù bên ngoài thân đã lập tức ngưng hiện một tầng chân cực chi mô nhưng hàn lập cũng không kịp lách mình để tránh đi thân thể hắn lập tức bị một luồng man lực cứng rắn vô hình đâm vào thân thể hắn như bị trúng đòn nặng bắn ra xa khí huyết trong cơ thể nhuộn nhạo hắn không kìm được phun ra một ngụm máu tươi sau khi ổn định thân hình ở khoảng cách ngoài mấy trăm trượng, hắn nhìn lại thì thấy các hòn đảo dưới chân hóa thân địa trích biến mất không thấy đâu, còn nước biển xung quanh cũng bị gạt thành một khu vực chân không rộng mấy trăm trượng, một lúc sau mới trở lại như ban đầu. Hóa thân của hắn mặc dù trước đó đã thi triển thủy pháp tác tạo thành màn sáng hộ thân nhưng hiện tại cánh tay phải cùng gần một nửa người đã bị vụ nổ làm cho hoàn toàn thay đổi, nhìn qua có chút thê thảm. Cũng may chỉ là bị thương hơi nặng một chút, chứ không tổn thương đến căn cơ bên trong. Ồ, Hàn lập khẽ kêu lên, mắt nhìn vào sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu của hóa thân, chỉ thấy sợi tơ pháp tắc thuộc tính thủy đang ở trên không trung ban đầu có màu lam đang lại trở nên to dài hơn một chút, bề mặt có thêm một ít màu vàng nhạt chớp động hào quang, mơ hồ tản mát ra pháp tắc có một chút khí tức cùng loại với pháp tắc thời gian. Hắn kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng, gọi hóa thân tới trước người, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa bao bọc hóa thân vào bên trong. Sau đó, hắn vung tay áo ra, tức thì từng kiện linh tài vù vù bay ra hòa vào trong ngọn lửa dần dần biến đổi. Sau một ngày một đêm, ở sâu trong đáy biển, Hàn Lập nhìn hóa thân địa trích đã khôi phục như ban đầu, ánh mắt có chút chấp động, tâm niệm thúc giục. Hóa thân địa trích liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay ôm trước ngực. Sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu lay động, rồi phát ra ánh hào quang màu lam rực rỡ, sáng ngời hơn trước rất nhiều. Toàn bộ mặt biển cuồn cuộn, khắp nơi dâng lên từng cơn sóng lớn cao vút, dần dần hình thành một xoáy nước to lớn hơn cái trước đây rất nhiều những con sóng lớn dâng lên khiến cho đảo ô mông dù cách xa mấy ngàn dặm vẫn bị ảnh hưởng cả hòn đảo rung lắc phảng phất như bị động đất khiến cho bất cứ ai dù là người thường hay tu sĩ đều vô cùng sợ hãi không ít tu sĩ cấp luyện hư kỳ trở lên vội vã bay lên không trung để dò xét tìm hiểu nguyên nhân nhưng không lâu sau tất cả các tu sĩ như đều nhận được chỉ đạo không nói gì mà vội vàng bay về các nơi trên đảo sau đó được một màn sáng bao phủ khiến những rung động thay đổi theo cách không ai biết mà dần dần bình yên trở lại Lúc này, Hàn Lập ở dưới đáy biển sâu cũng vô cùng ngạc nhiên. Hóa thân địa trích trước người hắn nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm phía trước nhưng dòng trọng thủy màu đen to cỡ hạt mè đang quay tít, rồi biến hóa to dần mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lớn bằng hạt gạo, lớn bằng hạt đậu, lớn bằng ngón cái, chỉ sau một canh giờ, dòng trọng thủy màu đen to bằng quả trứng gà xuất hiện trước mặt Hàn Lập, bốn bên vẫn có nước chảy vào ầm ầm, tiếp tục biến lớn. Hàn Lập hít một hơi sâu, từ ngạc nhiên biến thành vui mừng nhưng lúc ánh mắt hắn nhìn dịch lên phía trên thì khẽ nhướng mày. Trên đỉnh đầu hóa thân, ánh vàng trên sợi tơ pháp tắc cùng màu vàng trong viên tinh hạt lại cùng nhau từ từ nhạt đi, mờ dần. Chẳng lẽ, ánh mắt hắn chấp động, trong đầu thoáng xuất hiện một suy nghĩ. Thời gian trôi, nửa tháng thoáng một cái đã qua, ở dưới đáy biển sâu, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi. Ở phía trước cách hắn không xa, ánh vàng trên sợi tơ trên đỉnh đầu hóa thân địa trích đã cực kỳ ảm đạm. Dù vậy, tốc độ hóa thân địa trích tinh luyện trọng thủy chưa vì điều đó mà chậm lại. Vào lúc này, sợi tơ pháp tắc chợt run lên, ánh vàng phía trên hoàn toàn biến mất, đúng thời điểm ánh vàng tiêu tán hết, dòng nước biển đang chảy rất xiết xung quanh hóa thân đột nhiên chậm lại đến hơn 9 lần. Còn vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn kích thước mấy trăm dặm như trước đây. Tốc độ tinh luyện trọng thủy thoáng một cái trở lại tốc độ ban đầu. Hàn Lập nhìn dòng trọng thủy lớn màu đen, trầm ngâm suy nghĩ nếu như theo dự đoán viên tinh hạt kia ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc thời gian không biết bằng cách nào được hóa thân kết hợp cùng sợi tơ pháp tắc khiến về sau tốc độ tinh luyện trọng thủy của hóa thân tăng mạnh mẽ tuy nhiên quá trình kết hợp này cũng không ổn định lực lượng pháp tắc thời gian không ngừng mất đi đến khi biến mất hoàn toàn thì tốc độ tinh luyện trọng thủy cũng giảm mạnh theo dù thế nào chăng nữa bây giờ cuối cùng đã biết được tác dụng của viên tinh hạt dựa theo tốc độ lúc trước hắn biết muốn tinh luyện một tầng trọng thủy như vậy tối thiểu cũng phải cần đến 1.500 năm. Vật nghịch thiên này quả không uổng công lúc trước hắn thiếu chút nữa bị hút thành xác khô rồi. Hàn lập nghĩ xong, rồi lấy ra chân thủy đại, thu trọng thủy trước mặt lại. Sau khi cất chân thủy đại, hắn không dừng lại ở đây thêm nữa mà hóa thành vệt xanh vạch nước phóng lên, bay về đảo ô mông. Còn hóa thân địa trích ở lại chỗ này tu luyện, tiếp tục tinh luyện trọng thủy. Nửa tháng sau, trên một mảnh đất trống ở một hòn đảo hoang cách đảo ô mông tương đối xa, mặt đất bị khắc từng đạo linh văn huyền ảo có chút phức tạp. Bốn phía có chín cột đá màu bạc cũng khắc đầy linh văn và có rất nhiều quang điểm màu bạc như những ngôi sao. Hiển nhiên là một trận pháp huyền ảo, Hàn Lập nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp. Bên cạnh hắn có tầm chục cái bình ngọc, hộp gỗ, là các loại dụng cụ đựng đan dược, tuy đều được đậy nắp rất kín nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được mùi thuốc tinh thuần tỏa ra. Sau một lúc lâu, hắn thở nhẹ một hơi rồi mở mắt lật tay tức thì trong lòng bàn tay đã hiện ra bình trưởng thiên khi trên người hắn hiện lên từng gợn ánh sáng xanh thì tiên linh lực trong cơ thể bắt đầu chạy dọc theo cánh tay liên tục rót vào trong bình hoa văn màu xanh sẫm trên bề mặt bình lập tức sáng lên nhanh chóng trở nên vô cùng rực rỡ giống như trong tay hắn đang là một đoàn lục quang trói mắt một lát sau vèo một tiếng bình nhỏ từ trong tay hắn bay lên rồi lơ lửng ở giữa không trung theo 10 ngón tay hàn lập liên tục bắn ra từng vệt ánh sáng xanh lóe lên rồi chui vào thân bình biến mất. Thiên địa linh khí xung quanh bắt đầu chấn động, giọt lục dịch trong bình cũng từ từ nhỏ xuống. Mặt ngoài của bình một lần nữa lại hiện ra hai con mắt và cái miệng bạc phun ra ngọn lửa bạc như dáng mây bao phủ lục dịch cháy trong đó. Thiên địa linh khí xung quanh cũng ngội tụ tới, hình thành một cột sáng to lớn bao bọc bình nhỏ, sừng sững giữa đất trời. Không lâu sau, thân hình hàn lập lại rung lên, tiên linh lực trong cơ thể không cách nào kiềm chế, Do bị giọt linh dịch hút vào mà mãnh liệt tuôn ra. Tình huống này không làm hắn kinh sợ mà ngược lại còn mừng rỡ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đưa một tay ra bấm niệm pháp quyết. Một luồng ánh xanh bắn vào đại trận ở xung quanh, ầm ầm, đại trận lập tức khởi động, từng vòng linh văn trên mặt đất sáng lên, tỏa ra hào quang màu trắng rực rỡ. Đại trận nhìn mơ hồ như một quả cầu màu trắng, lớn vài chục trượng bao phủ thân thể Hàn Lập rồi cả hai cùng chậm chậm xoay tròn thiên địa linh khí ở xung quanh hội tụ lại rồi tràn vào bên trong quả cầu màu trắng bên trong quả cầu màu trắng các tia linh quang lượn lờ bất định linh khí cũng nhanh chóng trở nên nồng đậm gấp mấy lần so với bên ngoài tiên linh lực trong cơ thể hàn lập nhanh chóng tiêu hao do không ngừng cung cấp bổ sung vào bình hắn lúc này đồng thời cầm bình ngọc xanh ở bên cạnh đổ ra một viên đan dược màu xanh mơn mởn lớn tựa long nhãn đan dược này có tên thanh hoa đan là loại đan dược khôi phục tốt nhất mà hắn có lúc này tuy rằng tiên linh lực trong cơ thể hắn giờ phút này tiêu hao không phải quá nghiêm trọng nhưng hắn vẫn không hề do dự ngửa cổ nuốt viên đan dược này, rồi vẫn công luyện hóa. Vẫn còn còn chưa xong, hắn lại liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết vào bên trên chín cột đá ở xung quanh. Mặt ngoài chín cột đá lập tức tỏa ra hào quang màu bạc, cuồn cuộn tuộn ra vô số phù văn hình ngôi sao dẫn động tinh thần lực từ trên bầu trời đêm giáng xuống, hóa thành bảy cột tinh quang chui vào cơ thể hắn, dung nhập vào tất cả xương cốt toàn thân. Kết quả không tới 5 ngày, sắc mặt Hàn Lập lại bắt đầu trở nên có chút khó coi. Tuy rằng đã chuẩn bị đan dược tốt nhất, lại còn dùng trận pháp tụ linh phụ giúp nhưng những ngoại lực trợ giúp này có vẻ hơi phí công. Hôm nay, tiên linh lực trong cơ thể hắn không ngờ lần nữa lại thấy đáy. Trong lòng hắn cười khổ, đành phải như trước, thúc giục ra bí thuật thiêu đốt tinh huyết chuyển hóa thành tiên linh lực để cho giọt linh dịch hấp thụ. Thế nên mấy ngày về sau, bộ dạng của hắn lại biến thành da bọc xương. Chẳng qua nhìn tổng thể thì khí huyết so với trước có tốt hơn một chút. May mà lúc này giọt lục dịch kia một lần nữa đã cô hóa, biến thành một viên tinh hạt mờ mờ. Nhìn tinh hạt trong tay, Hàn Lập cười khổ một tiếng nhưng ở sâu trong đáy mắt vẫn hiện lên vẻ vui mừng. Mấy ngày sau, trên một khối đá ngầm ngoài biển ở gần đảo Ô Mông, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân, có mấy vòng linh bảo bao bọc quanh thân để bảo hộ. Trước người hắn, một viên tinh hạt đang trôi nổi ở yên trong hư không. Hóa thân địa trích phía trước hắn cũng đang ngồi khoanh chân, xung quanh cũng có vài vòng linh bảo hộ thể hàn lập suy nghĩ một chút rồi xuất ra một chiêu sợi tơ pháp tác trên đỉnh đầu hóa thân bay đến chậm rãi chui vào bên trong viên tinh hạt lúc này hắn nghĩ phải tự mình cảm ứng lực pháp tác thời gian một lần dù sao đây chính là lực pháp tác trí tôn hóa thân đã có thể thông qua dung hợp một tia lực pháp tác này mà tăng tốc độ luyện chế trọng thủy vậy thì thử qua trên người mình có lẽ cũng sẽ phát sinh biến hóa không tưởng được cũng không biết chừng Kết quả lúc sợi pháp tác chui vào viên tinh hạt lại không xuất hiện việc nổ tung như trong dự liệu. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm kinh ngạc, viên tinh hạt trước mặt cùng viên tinh hạt ngưng tụ lần trước không có bất kỳ khác biệt, cũng ẩn chứa lực pháp tác thời gian ở bên trong. Nhưng khi chính bản thân hắn điều khiển lực lượng pháp tác thuộc tính thủy thì dường như không thể nào dung hợp được cùng viên tinh hạt này. Đối với kết quả này, đương nhiên hắn chưa từ bỏ ý định ngay mà lại tiếp tục thử 4 năm lần nữa nhưng về sau kết quả vẫn giống trước y như đúc lông mày hàn lập cao lại sau khi suy nghĩ một lúc hắn lại phất một tay lên sợi tơ pháp tác thuộc tính thủy bay trở lại đỉnh đầu hóa thân tiếp theo hắn vung tay ném viên tinh hạt tới hóa thân địa trích tiếp được viên tinh hạt liền thúc giục sợi tơ pháp tác thuộc tính thủy chui vào trong đó ầm ầm viên tinh hạt lập tức nổ tung chấn động mãnh liệt khuyến tán ra xung quanh nhưng lần này cả hàn lập cùng hóa thân đều chuẩn bị phòng hộ đầy đủ nên không hề bị thương gì bên trong sợi tơ pháp tác lại một lần nữa nhiễm một chút màu vàng xem ra vật này tựa hồ chỉ có ích đối với hóa thân. Còn với bản thể lại chẳng có chút phản ứng nào. Hàn Lập thấy quá trình đang diễn ra, không khỏi cười khổ một tiếng, thì thào trong lòng. chương 135, bản mệnh bát linh hang. Trong lòng Hàn Lập mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà, đây cũng chỉ là ý niệm mới chợt lóe lên trong đầu mà thôi. Hắn cũng biết là lấy lục dịch này cô động thành tinh hạt để cho hóa thân có thể trực tiếp gia tăng tốc độ tu luyện trọng thủy, đã có thể gọi là nghịch thiên, nếu như bản thể có thể trực tiếp sử dụng được, đó là một hy vọng xa vời. Dĩ nhiên, nếu như sau này chính mình có thể có cơ duyên tham ngộ được sự huyền bí của pháp tắc thời gian, thì cũng chưa chắc không thể sử dụng trực tiếp lên bản thể. Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn có chút nóng như lửa đốt. Nhưng mà, việc này chỉ có thể từ từ suy ngẫm mà thôi. Đừng nói là bản thân có thể nắm giữ được pháp tắc thời gian, một trong ba pháp tắc đại trí tôn. Đến ngay cả việc nắm giữ được một trong số ba nghìn đại đạo, chính thức trở thành chân tiên, đối với phần lớn tán tu mà nói, đó cũng không phải là một tình huống dễ dàng gì cả. Huống hồ hắn mặc dù đã miễn cưỡng được coi là đã khôi phục lại tu vi, nhưng mà những khó khăn nguy hiểm đang bủa vây không có được giải trừ chút nào. Dưới tình huống này, việc cấp bách hắn phải làm là bằng tốc độ nhanh nhất phải tăng cường thực lực của bản thân, cũng phải mau chóng đi tìm lại ký ức cùng với bảo vật đã bị mất, để tránh việc vô duyên vô cớ bị người khác hạ độc thủ. Hắc Phong Hải vực này mặc dù là một nơi vắng vẻ, nhưng dù sao cũng không phải là nơi có thể ở lâu được. Nếu sau này, kẻ thù của hắn tìm được manh mối gì đó mà mò đến tận đây, coi như là phiền phức lớn rồi. Chưa kể, lúc trước giải phóng Nguyên Anh khỏi phong ấn, không chừng đã bị người nào đó cảm ứng được đại khái vị trí của hắn rồi. Làm cách nào để tìm lại được ký ức bị mất thì hắn cũng không biết. Trước mắt, hắn chỉ mới có được hai manh mối mà thôi. Thứ nhất, phải trở lại phi tiên đài mà hắn đã phi thăng lên đây, tìm tiếp dẫn sứ lúc ấy là cao thăng hỏi thăm gã về sự tình sau khi rời khỏi nơi đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhưng mà bắc hàn tiên vực cực kỳ rộng lớn làm sao hắn có thể tìm được người này nếu như hắn tìm được thì trong lời nói của cao thăng có bao nhiêu phần mà hắn có thể tin tưởng được cũng rất khó nói trước được điều gì với lại đối phương lại là một gã chân tiên hậu kỳ trên người hắn bây giờ cũng không có bất cứ thứ gì có thể đảm bảo an toàn được cho bản thân nếu như tùy tiện tìm đến cũng không phải là thượng sách Manh mối còn lại chính là lệnh truy nã được tiên giới thông báo cùng với đoạn xiềng xích màu xanh đen thần bí đang bị hắn phong ấn trong hộp ngọc. Không biết tại sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy có một mối liên hệ gì đó giữa hai thứ này. Hắn tin rằng, người tuyên bố ra lệnh truy nã cũng có thể chính là chủ nhân của sợi xích kia. Nếu hắn có thể tìm được người này, chắc chắn sẽ có thể có được những manh mối quan trọng để tìm lại ký ức. Nhưng mà, nếu dựa vào manh mối này để vén tấm màn bí ẩn của 300 năm trước, Hắn cần phải có thực lực cường đại để bảo vệ bản thân. Xem ra, để mau chóng tăng cường thực lực, biện pháp nhanh nhất bây giờ là đi tìm lại pháp bảo đã mất cùng với bọn người Kim Đồng, giải đạo nhân. Hàn Lập lắc đầu, ngậm ngùi thở dài, ngoại trừ việc đó ra, cần phải chuẩn bị chút thủ đoạn, chính là để hóa thân có thể tận dụng hết khả năng để nhanh chóng luyện chế ra một lượng lớn trọng thủy. Dựa theo miêu tả về trọng thủy bên trong Hắc Hải Trọng Thủy Kinh, cho dù chỉ là tầng 1 thì nếu số lượng trọng thủy đủ nhiều cũng có thể trở thành đòn sát thủ để nghiền ép cường địch. Hắn mặc dù liên tục sử dụng lục dịch để cô động thành tinh hạt, nhưng nếu muốn đạt tới được trình độ được đề cập bên trong biển tịch, thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Một tháng sau, một buổi sáng sớm, trong sân vườn của tứ hợp tiểu viện, chẳng hiểu từ lúc nào đã xuất hiện một cái vạc lớn tám cạnh màu xanh đồng, hình dáng cổ xưa. Mỗi mặt xung quanh của vạc đều khắc một con dị thú đang há miệng. Có con giống kỳ lân, có con tựa như thao thiết, còn con khác lại hao hao giống quỷ nhiêu. Sắc mặt của từng con đều cực kỳ dữ tợn, biểu cảm không giống nhau. Bốn phía của dị thú đều điêu khắc từng chuỗi hoa văn hình khuyên cổ quái, phía dưới còn viết tám cái cổ truyện phù văn bằng nhũ vàng to cỡ đầu người. Bàn đá xanh phía dưới chân vạc, điêu khắc một trận văn tám mảnh hình quạt lớn gần một trường. Từ trên nhìn xuống, giống như một đóa hoa đang nở rộ thỏa thích. Bên trong vạc đựng đầy nước màu xanh dương, mặt nước trơn nhẵn, không có chút gợn sóng. Hàn Lập đang mặc áo xanh, đứng bên cạnh cái miệng của vạc lớn màu đồng xanh. Một tay đặt lên thân vạc, nhẹ nhàng vuốt ve. Ba ngày trước, hắn dùng một lượng lớn linh tài địa bảo để đổi vạc này với một tu sĩ trong giao dịch trận của vô thường minh. Tên của nó là bản mệnh bát linh hang. Vạc này không phải là vật dùng để phụ trợ chiến đấu hay là trợ giúp tu tu luyện pháp bảo gì cả. Công dụng chính của nó là dùng để tìm kiếm người khác và dò tìm dị bảo. Nói đến, vật này cũng không phải là cái gì phụ trợ chiến đấu có thể là trợ giúp tu luyện pháp bảo, mà là một kiện chuyên môn dùng để tìm người và dò xét dị bảo. Vạc này có chút khác biệt đối với các loại pháp bảo bình thường khác. Nó chỉ có thể tìm kiếm dựa vào sự tồn tại huyết mạch lẫn nhau, có thể là thần hồn liên hệ người hoặc vật. Sở dĩ Hàn Lập không tiếc đại giới chính là dự định sử dụng vạc này để tìm kiếm bản mệnh phi kiếm, về kim trùng và các loại đồ vật của bản thân. Hắn ngẩng đầu nhìn một chỗ đang có từng tia nắng chiếu xuống bên ngoài tường viện, khẽ đảo cổ tay lòng bàn tay hiện ra mấy viên cực phẩm linh thạch lớn cỡ trái nhãn, tản mát ra từng đợt hào quang xanh biển và vàng đất. Hắn mang theo hai loại linh thạch thủy thổ thuộc tính đi một vòng quang vạc, khảm từng viên linh thạch lên miệng tám con dị thú. Làm xong mọi việc, hắn mới bay trở về vị trí cũ. Miệng hắn nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại như đang thôi diễn gì đấy, ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút nóng rực. Tia sáng mặt trời đầu tiên vượt qua tường viện, chiếu lên phía trên vạc nước. Mặt nước bên trong vạc lập tức phản xạ lại một mảnh quang mang màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Hắn thấy thế, liền đặt hai tay lên vạc, ánh mắt trầm xuống, miệng khẽ mở. Bắt đầu ngâm tụng một đoạn chú văn khó hiểu. Theo từng đợt âm thanh ngâm tụng vang lên, trận văn hình quạt phía dưới vạc lớn lập tức sáng lên hào quang màu xanh, tám cái cổ truyện phù văn cũng lập tức bùng nổ quang mang. Ngay lúc đó, mặt nước vốn trơn nhẵn như gương bắt đầu xuất hiện từng tầng gợn sóng. Những con dị thú xung quanh vạc đồng cũng đồng loạt hiện lên quang mang sáng rõ. Hai quang mang màu xanh biển và vàng đất, phân biệt từ vạc vách tường hai bên xuyên suốt tiến đến, mang mặt nước bên trong vạc chiếu dọi thành thái cực âm dương đồ màu vàng xanh. Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng, nâng lên một bàn tay, đi đến bên cạnh vạc nước. Một tia sáng nhạt hiện ra trên ngón tay trỏ, hóa thành một giọt tinh huyết vàng óng ánh, chậm rãi rơi xuống mặt nước. Đong, một âm thanh giống như đến từ sâu bên trong thức hải, vang lên trong lòng Hàn Lập. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong vạc nước. Giọt tinh huyết kia sau khi rơi vào bên trong vạc nước, không có chút dấu hiện tan dã nào, ngược lại còn chuyển động xoay tròn nhanh như con thoi. Dưới sự lôi kéo của giọt tinh huyết, toàn bộ nước bên trong vạc cũng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Quang mang hai màu xanh vàng vốn phân biệt rõ ràng, cũng không biết như thế nào lại dung hợp với nhau tạo ra một đường cong kỳ dị với hình dạng núi non sông ngòi. Hàn lập thấy thế, tiếp tục ngâm tụng, giọt tinh huyết đang xoay tròn bỗng nhiên dừng lại, giống như được ra lệnh. Quang mang lóe lên, Văn vẹo biến hóa một hồi, hóa thành một tiểu kiếm màu vàng kim nhỏ vô cùng. Nhìn hình dạng của nó thì giống với bản mệnh phi kiếm thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập y như đúc. "Đi!" Hàn Lập ra lệnh một tiếng, tiểu kiếm màu vàng kim trên mặt nước lập tức rung động nhanh chóng. Tiếp theo, thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay về phía đông. Vạc lớn màu xanh diện tích có hạn, tiểu kiếm lại lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh liền đâm vào vách đá trên vạc nhưng thực tế là mũi kiếm của tiểu kiếm từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách cỡ một xích với vách đá của vạc không có va chạm nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra trên mặt nước trong vạc lớn là cảnh núi non sông ngòi không ngừng trôi làm nổi bật trên đó là cây kiếm nhỏ màu vàng không ngừng lao vút qua các cảnh vật đó chừng một khắc sau hình dáng núi non sông ngòi mới dần dần ngừng lại tiểu kiếm màu vàng kim lơ lửng tại một nơi hoàn toàn mơ hồ không thể xác định được hàn lập nhìn không ra địa hình của nơi này chỉ có thể khẳng định là bên ngoài hắc phong hải vực đã thế lại ở một chỗ phía đông cực kỳ xa xôi. Nhìn qua một lát, hắn bèn giơ ngón tay lên, hướng về tiểu kiếm màu vàng kim trên mặt nước. Hắn muốn cảm nhận rõ thêm một chút tình huống của bản mệnh phi kiếm. Khi ngón tay hắn chạm đến tiểu kiếm màu vàng kim, nháy mắt, thức hải của hắn bỗng nhiên có chút rung động, thần hồn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc cực kỳ yếu ớt. Đây chẳng lẽ là? Hàn Lập suy nghĩ một chút, lập tức nhắm hai mắt, tập trung ý chí, cẩn thận cảm thụ. Sau một lát, Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được mở miệng nói. Quả nhiên không sai, chính là thần hồn khí tức của giải đạo nhân. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền nảy ra chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Thanh trúc phong vân kiếm ở cùng với giải đạo nhân, hay chỉ là do khoảng cách không xa mà có sự trùng hợp như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Lập lại hiện ra một ý niệm khác, tự lẩm bẩm không biết Kim Đồng có ở cùng với bọn họ hay không. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục ngâm tụng chú ngữ bàn tay phải nhẹ lên mặt nước. Tiểu kiếm màu vàng kim trong mặt nước co rút lại, hóa thành giọt tinh huyết. Đi, sau khi ngâm tụng xong chú ngữ, Hàn Lập khẽ quát một tiếng. Giọt tinh huyết hơn chấn động một chút, liền hóa thành hình dạng một con ruồi không có đầu, di chuyển bên trong vạc lớn. Sau một lát, đột nhiên trầm xuống, chui vào dưới đáy mặt nước, biến mất không thấy đâu. Khi giọt tinh huyết kia biến mất, linh thạch xung quanh vạc lớn cũng giống như đèn hết dầu, quang mang dần dần phai nhạt dị cảnh trong vạc cũng lập tức biến mất không thấy gì, nước bên trong lại trở về màu xanh biển. Hàn lập thấy vậy, không khỏi thở dài, không biết là có phải do khoảng cách cực kỳ xa hay là do nguyên nhân gì khác mà tinh huyết trong vạc đồng không thể cảm ứng được vị trí của phệ kim trùng vương. Thậm chí, ngay cả phương hướng đại khái cũng không thể xác định được. Nếu không phải sâu bên trong nội tâm Hàn Lập còn sót lại một tia liên hệ thần hồn với phệ kim trùng vương, thì hắn cũng đã xem như là nó đã chết rồi nhưng mà cũng may đã có tin tức của thanh trúc phong vân kiếm cùng giải đạo nhân mặc dù chỉ là phương hướng thôi nhưng cũng không thể không tính là không có thu hoạch hắn tin rằng chỉ cần tìm kiếm ở hướng mà bát linh hang chỉ dẫn nếu khoảng cách đủ gần chỉ cần dựa vào huyết mạch cùng với thần thức để cảm ứng liền không khó mà tìm được đến chỗ bọn chúng nghĩ đến đây hàn lập hận không thể ngay lập tức lên đường được hắn vô cùng rõ ràng cho dù muốn đi cũng phải nhất định đem mọi chuyện ở đây thu xếp ổn thỏa mới được chương 136, An Bài. Hơn nửa tháng sau, tại một chỗ hiếm ai biết trong hắc phong hải vực, phân bố lẻ tẻ hơn trăm hòn đảo nhỏ màu xám trắng. Những hòn đảo này lớn nhỏ khác nhau, nhưng diện tích đều không quá vạn dặm, thoạt nhìn giống như những chuỗi hạt chân trâu được khảm nạm trên phỉ thúy màu ngọc bích. Trên đảo, rừng rậm thưa thớt, linh khí mỏng manh, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Thậm chí, ngay cả tung tích của các loài chim biển cũng chẳng thấy đâu. Thật sự cô đơn tĩnh mịch, thực tế, Quần đảo này đều bị một màn sáng gần như trong suốt bao phủ. Nếu ở bên ngoài màn sáng, chỉ có thể thấy được một mảng hải vực xanh thẳm, cho dù là tu sĩ chân tiên kỳ bình thường chủ động sử dụng thần thức để tra xét thì cũng không phát hiện được bất kỳ chấn động nào ở nơi này. Lúc này, bên trong một hòn đảo, một gian mật thất được xây dựng bí mật trong lòng núi, thân ảnh một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau ở một cái bàn đá hình tròn. Nam tử dáng người khôi ngô, mang một cái mặt nạ che kín mặt, đó chính là tổ thần Hàn Khâu của Hàn Tinh tộc. Đối diện gã là một mỹ phụ áo xanh, chính là người nhiều lần cùng gã liên thủ đối phó với Hàn Lập, hộp cốt phu nhân. Hàn Khâu đạo hiếu, người nói người nọ thật sự sẽ không tìm được nơi này. Hộp cốt phu nhân hai tay siết chặt chén trà đã nguội lạnh từ lâu, hỏi. Hộp cốt đạo hữu cứ yên tâm, bộ huyến cách trận này ta phải tốn gần như hơn phân nửa gia sản mới đổi được từ chỗ của huyến quang chân nhân, cho dù là tu sĩ chân tiên hậu kỳ cũng không thể phát hiện được người đó bất quá cho dù là một gã huyền tiên liền càng không đáng để nhắc đến rồi với lại nếu có người thật sự đặt chân vào mảng hải vực này chỉ cần không thể phá được mắt trận lập tức liền trở nên u mê đần độn bay ra ngoài lần nữa căn bản là sẽ không phát hiện được chúng ta hàn khâu trong miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại có vẻ hơi lay động lúc trước thật không nên không nên đi trêu chọc tên sát tinh này hiện tại lại rơi vào kết cục có nhà không dám quay về hóa thân thì lại bị hủy nếu không như vậy giờ phút này ta vẫn còn tiêu diêu khoái hoạt ở xương yêu sầu đảo đấy. Hộp cốt phu nhân thở dài một tiếng nói, bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì, mặc dù chúng ta đã thành địa tiên, trước mặt người khác là phong quang vô hạt, nhưng mà tại hắc phong hải vực, đều thuộc hàng con tôm cái tép. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không có được cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ trong 10 vạn năm, chúng ta sẽ trở thành cái xác không hồn. Lần này ta tính sai rồi, nhưng mà chỉ cần ở đây né tránh một khoảng thời gian, tế luyện lại hóa thân thì sẽ có một ngày đông sơn tái khởi mà thôi. Hàn khâu trầm giọng nói ra, tế luyện lại hóa thân, người nói có vẻ dễ dàng lắm nhỉ. Theo ta thấy, chúng ta nên tìm một ít biện pháp, rời khỏi hắc phong hải vực là được. Hộp cốt phu nhân buông chén trà trong tay ra, bèn nói. Hoang đường, không nói đến việc chúng ta không có phương pháp để rời khỏi đây. Nếu có cơ hội trốn ra khỏi hắc phong hải vực, thì những tổ thần như chúng ta sẽ bị mất đi lực lượng pháp tắc che chở, chỉ sợ đánh không lại một tên tán tu bình thường như vậy có gì gọi là tốt hàn khâu hừ lạnh một tiếng hộp cốt phu nhân nghe vậy thần sắc trở nên buồn bã không muốn nói gì nữa đột nhiên cả người hàn khâu nhảy dựng lên như bị kim đâm trúng lớn tiếng kêu lên không thể nào làm sao có thể hắn vừa dứt lời một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên màn sáng trong suốt bao phủ hết quần đảo ầm ầm chấn động chỉ thấy bụi bay đầy trời mặt đất từng hòn đảo hiện lên từng cái hào sâu không thấy đáy vô số đá vụn bị moi lên bắn ra khắp nơi như những cơn mưa đá rơi xuống mặt biển phát ra những âm thanh ẩm ẩm liên tiếp không ngừng theo sau đó là sóng biển điên cuồng gào thét tiếng gầm rung trời từng hòn đảo một bắt đầu sụp đổ chìm xuống đáy biển trong khói bụi mịt mờ có hai nhân ảnh phóng lên trời nhanh chóng bay về hướng tây trốn đi không thèm dừng lại hai người bọn họ mới bay ra ngoài được ngàn dặm bỗng một đạo độn quang xuất hiện trước mặt họ hai người nhìn về thanh niên cao lớn đứng ở phía trước cách họ không xa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hàn khâu kiên trì thả lỏng hai tay đặt bên người gã kho người một cái mở miệng hỏi liếu tiền bối thật sự không thể tha cho hai người chúng ta một con đường sống sao hàn lập khẽ hít mắt không có ra tay chỉ cười không nói hai người chúng ta nguyện ý dâng lên phần của mình trong tất cả tích góp trong tộc chỉ cầu tiền bối tha cho chúng ta một mạng hàn khâu thấy hàn lập không đáp lời tiếp tục rè rặt nói. Hai tay gã lồng bên trong tay áo, một tay nắm chặt một khối ngọc quyết màu xanh, tay kia thì đang bấm niệm pháp quyết một cách lén lút. Hộp cốt phu nhân bên cạnh mặc dù không có mở miệng nói chuyện, hai tay ả à đã sớm thu vào trong tay áo một cách im lặng không một tiếng động. Nhưng vào lúc này, ánh sáng màu xanh quanh thân Hàn Lập đột nhiên sáng ngời, bước về phía hai người. Hai người kia thấy thế, đồng thời khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu xanh óng ánh đồng loạt sáng lên trong tay áo, đan sen liên kết lẫn nhau, bao phủ hai người lại. Tích tắc, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ không thấy gì. Một hơi thở sau, ở một nơi cách đó mấy vạn dặm, trong hư không bỗng lóe lên hào quang, thân ảnh hai người Hàn Khâu liền xuất hiện lại lần nữa. Chúng ta chịu nhiều thiệt thòi, cũng may đã sớm chuẩn bị thần hành quyết. Tin chắc rằng nếu hắn lấy thân thể huyền tiên mà thi triển độn thuật, không thể nào đuổi theo được chúng ta. Hàn Khâu quan sát bốn phía chung quanh một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thần hành quyết này thật sự thần dị. Chỉ có điều thời gian thi pháp quá dài, hơn nữa lại còn cần phải có hai người chúng ta đồng thời thúc giục. Lúc nãy chỉ còn tí xíu nữa là đã không thể trốn được rồi. Nơi này vẫn không an toàn, tốt nhất là mau chóng rời khỏi đây. Hộp cốt phu nhân có chút lo lắng nói. Hàn khâu nghe vậy vừa định trả lời, chợt nghe từ xa truyền đến một âm thanh trong trẻo. Nhị vị đạo hiếu, khả năng đào tẩu của hai người nhanh hơn một chút so với hóa thân đấy. Hai người hàn khâu nghe được lời này, lập tức như bị sét đánh ngang tai bọn họ muốn thi triển thần hành quyết một lần nữa nhưng thân ảnh hàn lập ở sau lưng bọn họ ở phía xa chân trời vừa mới lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ hắn độn tóc làm sao có thể hộp cốt phu nhân gần như tuyệt vọng âu sầu nói trong ánh mắt hàn khâu cũng là thập phần sợ hãi hàn lập xoay cổ tay một cái trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đen chính là vũ khí lúc trước của hộp cốt phu nhân kiếm phong trên tay phóng ra một đường kiếm ảnh vô cùng to lớn giống như một ngọn núi đứng sừng sững đem tầng mây trên bầu trời chia tách ra. Hàn Khâu và Hộc Cốt Phu Nhân thấy cảnh này, thần hồn nát thần tính. Nhưng bọn họ vẫn sử dụng phần dũng khí còn sót lại, gọi ra pháp bảo ẩn giấu. Người phía trước giơ tay áo lên, băng luân mặt trăng màu trắng óng ánh hiện ra trước người, phía trên nổi lên vô số băng thứ, tản mát ra từng luồng khí lạnh màu trắng. Người còn lại lập tức đưa hai tay ra trước người, hư không xuất hiện một con rối màu xám, lóe lên hào quang rồi lập tức hư hóa, chui vào bên trong cơ thể ả. À hàn lập nhìn cảnh này cổ tay đột nhiên chuyển động một tiếng phá không vang lên kiếm ảnh như ngọn núi khổng lồ lập tức rơi xuống hướng về hai người kia đẻ xuống hàn khâu lập tức há miệng phun ra một ngụm tinh huyết tinh huyết lóe lên một cái rồi chui vào băng luân mặt trăng màu trắng biến mất băng luân mặt trăng bị nhuốm máu như là được hồi sinh bắt đầu xoay tròn phát ra một tiếng hi yi bén nhọn sau đó liền hóa thành băng phượng óng ánh khổng lồ công kích lên kiếm ảnh Quanh thân của hộp cốt phu nhân cuồn cuộn tuôn ra xương mù dày đặc, mang theo khí thức ăn mòn nồng đậm nhào tới kiếm ảnh. Sau một khắc, kiếm ảnh màu đen lại đột nhiên tăng vọt lên, che khuất cả bầu trời. Sương mù màu xám dày đặc lập tức bị tan biến, băng phượng óng ánh cũng đầu một nơi thân một nẻo. Thân ảnh hai người Hàn Khâu bị kiếm ảnh bao phủ vào bên trong. Cùng một thời gian, hóa thân địa trích của Hàn lập cùng với lạc phong đồng thời đi đến hòn đảo của Hàn Tinh tộc. Hai người đem mấy tên trưởng lão cùng tộc trưởng của đối phương đánh chết sau đó đập bể các pho tượng hàn khâu đặt trên đảo như gió thu cuốn hết lá vàng cuối cùng mới tuyên bố hàn khâu đã chết sau này toàn bộ lam tinh đảo đều thuộc về ô mông đảo tất cả lam tinh tộc nhân đều không tin rằng tổ thần của mình đã chết đến khi không thấy tung tích của hàn khâu và màn ánh sáng tổ thần dùng để che chở bọn họ mất đi bọn họ mới không thể không thần phục sau đó hai người lạc phong lại đi đến hòn đảo của hộc cốt phu nhân cũng làm những việc tương tự như vậy mang tộc nhân của hộc cốt phu nhân thu phục hơn một tháng sau, vị tổ thần liễu thạch mới lên của ô mông đảo, uy danh hiển hách, lan truyền khắp nơi xung quanh trong mảnh hải vực. Những tổ thần của các hòn đảo trước đó trở mặt với hắn, lập tức chạy trốn, không dám trở về. Mà những tổ thần của các hòn đảo khác chưa từng tiếp xúc với ô mông đảo thì kéo đến đây yết kiến, với mục đích cùng hàn lập giao hảo. Thậm chí, có hai gã tán tiên gia nhập ô mông đảo, trở thành cung phụng ngoại tốc, bị hàn lập sai đi chấn giữ hòn đảo của Hộc cốt phu nhân và hàn khâu. Trong lúc nhất thời, ô mông đảo trở thành chúa tể một phương bất quá hàn lập chỉ ra tay đánh chết hai người hàn khâu những chuyện còn lại đều do hóa thân cùng với lạc phong thực hiện mấy tháng sau bên trong mật thất tại tứ hợp tiểu viện trên ô mông đảo hàn lập khoanh chân ngồi trên bồ đoàn sắc mặt nghiêm túc lạc phong tức thì hơi cong người lại đứng trước mặt của hắn vài ngày nữa ta lại muốn bế quan một lần nữa thời gian sợ rằng sẽ rất dài hóa thân của ta cũng bận tu luyện mọi việc trong đảo giao cho ngươi toàn quyền xử lý hàn lập mở miệng nói tiền bối cứ an tâm bế quan chuyện trong tộc lạc phong tuyệt không dám thất lễ lạc phong vội vàng nói ta sẽ bố trí một đại trận bên ngoài khu nhà nhỏ này bất cứ một ai cũng không thể đến gần sau này nếu như có bất kỳ chuyện gì không giải quyết được cứ đến tìm hóa thân của ta không cần đến hỏi thăm ta hàn lập tiếp tục phân phó nói tuân mệnh lạc phong không trần chờ lập tức đáp chờ cho lạc phong rời khỏi nơi này trên thân hàn lập xuất hiện một đường thủy lam, bỗng lóe lên hào quang. Hóa thân địa trích xuất hiện bên cạnh hắn, hàn lập đứng dậy, xoay cổ tay, hắc quang bỗng lóe lên trong lòng bàn tay, hiện ra hai cái trận bàn màu đen giống nhau như đúc, hắn đưa một cái trận bàn cho địa trích hóa thân. Trận bàn lớn như một cái bàn cờ, bên trên có vô số điểm nhỏ màu trắng rậm rạp chẳng chịt. Bên ngoài có khắc cửu cung tinh cách cùng với 16 hướng, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Vật này tên là tinh di tử mẫu bàn, là một pháp bảo trận bàn dùng để truyền tống xuyên không. Hắn phải dùng một số tiền lớn để đổi được bên trong vô thường minh. Nửa tháng sau, một buổi tối, một thân ảnh che đậy khí thức vô cùng tốt, lặng yên ly khai khỏi ô mông đảo. Tại một mảnh hải vực trống trải sau khi bay khỏi ô mông đảo mấy chục dặm, quang mang màu xanh quanh thân hàn lập bùng nổ, hóa thành một đạo độn quang, vội vã bay nhanh về trung tâm của hắc phong hải vực. chương 137, Hắc Phong Thành Hắc Phong đảo với tư cách là hòn đảo trung tâm của Hắc Phong Hải Vực, diện tích của nó vô cùng rộng lớn. Nếu phải nói nó là Hắc Phong Đại Lục thì còn có vẻ hợp lý hơn là Hắc Phong đảo. Ngoại trừ đảo chính Hắc Phong ra, còn có hơn 10 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau chi chít bao quanh đảo chính lại. Linh mạch của Hắc Phong đảo bố trí nghiêm mật, thiên địa linh khí nồng đậm, đất đai rộng lớn, sản vật phong phú, tài nguyên dồi dào. So với các đảo khác đều hơn xa vài phần, đã thế còn có truyền tống trận duy nhất để đi ra bên ngoài. Mỗi ngày, không biết có bao nhiêu tu sĩ cùng với phàm nhân, các loại tài nguyên tu luyện cùng với vật tư từ khắp các nơi trong Hắc Phong Hải vực đều hội tụ về đây giống như trăm sông đổ về biển lớn vậy. Bên cạnh đó, cũng có vô số thiên tài địa bảo từ bên trong trải qua quá trình trao đổi, sau đó lưu truyền ra bốn phương tám hướng, độ hưng thịnh phồn vinh khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, có người còn nói hơn phân nửa tinh hoa của Hắc Phong Hải vực đều có thể tìm được ở Hắc Phong đảo. Đảo chính Hắc Phong nằm ở phía nam của Tân Hải chi địa có một tòa thành chỉ vô cùng khổng lồ giống như một con cá voi khổng lồ đang nằm dạp trên mặt đất. Chỉ riêng tường thành thôi mà đã cao mấy trăm trượng, giống như một dãy núi. Bên trong thành là những tòa kiến trúc hùng vĩ được xây lên, nối tiếp san sát với nhau. Đường xá rộng rãi sạch sẽ thông suốt bốn phía. Trên đường, dòng người đi lại đông đúc, giữa không trung lơ lửng từng tòa kiến trúc, từng luồng độn quang xuyên thẳng qua lại trên không. Thành này chính là Hắc Phong Thành, tòa thành khổng lồ lớn nhất Hắc Phong Đảo truyền tống trận đi ra bên ngoài nằm trong thành này. Mặt trời chiếu dọi ánh sáng xuống dưới, toàn bộ hắc phong thành sớm đã vang lên những âm thanh náo loạn. Hắc phong thành chính là thành trì giáp biển, ngoài thành xuất hiện vô số thể loại bến tàu, từng đội thuyền lớn nhỏ khác nhau vượt biển mà đến đây. Đa số các đội thuyền đều là của người phàm, tại một bờ biển cách hắc phong thành hơn 10 dặm là một bến tàu rộng lớn với phong cách thiết kế đặc trưng. Bến tàu dài khoảng mấy trăm trượng, rộng khoảng hai ba mươi trượng. Toàn bộ bến tàu sử dụng ngọc thạch màu trắng để xây dựng, bên trên có vô số đồ vật được khắc chữ và phù văn, tỏa ra từng đợt quang mang. Bến tàu bạch ngọc cao hơn mặt nước biển khá nhiều, nơi đặt bến tàu nhìn xa xa giống như một cánh tay của người khổng lồ đang duỗi thẳng. Hiện tại, trên bến tàu đang đứng đầy người, mọi người đều hướng nhìn về một nơi xa xa, giống như đang chờ đợi gì đó. Một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, nước da hơi đen, không chút thu hút nào đang đứng lẫn vào trong đám người. Một tuyết hít nhẹ một hơi, mùi gió biển tràn đầy sự tanh mặn của nước biển tràn ngập trong lỗ mũi, khiến cho gã phải nhíu mày. Y vốn sinh ra và lớn lên trong đất liền, mặc dù đã đến Hắc Phong đảo được 2 năm, nhưng vẫn không thể chịu được mùi gió biển. Ồ, tiểu ngộ, hôm nay ngươi đến sớm thế, một âm thanh truyền tới, mộ tuyết ngẩng đầu nhìn lại, một gã đại hán ngang tàng đã đi đến, khuôn mặt hào phóng với chùm dâu quai nón, thoạt nhìn có chút hung ác. Triệu đại ca lại diếu cờ tiểu đệ, tiểu đệ có bao giờ đến sớm bằng ngươi, mộ tuyết cười nói gã đại hán tên gọi là triệu hổ gương mặt có chút gì đó khiến cho người khác phải sợ hãi nhưng thật ra tính nết của gã rất tốt làm người hiền hòa gã với mộ tuyết đều là tán tu hai bên xem nhau như kẻ thù nhưng mà sau khi trở lại hắc phong thành kiếm sống mối quan hệ của hai bên trở nên tốt hơn triệu hổ cười ha ha hai tiếng liền đứng chung với nhau hàn huyên tâm sự trong lúc rãnh rỗi tiểu mộ tháng này thu hoạch như thế nào triệu hổ hạ thấp giọng hỏi gần đây chẳng có gì mấy ngày nay chắc sẽ không tìm được mối làm ăn nào cả triệu đại ca còn ngươi thì sao mộ tuyết nhíu mày lắc đầu gần đây vận khí của y có chút không tốt hôm qua kiếm được một mối làm ăn lớn được một ít tiền lời trên mặt triệu hồ có chút đắc ý nhưng mà cũng không phải đang khoe khoang hay gì cả mấy ngày nay ca ca muốn cố gắng một chút tranh thủ trước khi hết năm gom góp đủ linh thạch mua một lọ hóa anh thủy triệu hồ thỏa thuê mãn nguyện nói vậy thì thật là đáng mừng đối với tư chất linh căn của triệu đại ca nếu có hóa anh thủy hỗ trợ thì quá trình ngưng kết nguyên anh sẽ dễ dàng nắm chắc hơn đến lúc đó có thể đi theo hội săn ra biển săn bắt yêu thú có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với bây giờ sắc mặt mộ tuyết cực kỳ hâm mộ bèn nói y vừa mới ngưng kết kim đan để đến được nguyên anh kỳ còn phải cần một khoảng cách khá xa triệu hồ nghe được lời này vẻ tươi cười trên mặt càng tăng thêm vỗ vào bả vai của mộ tuyết nói tiểu mộ ngươi còn trẻ nếu lấy thành tựu của ngươi bây giờ so với ta lúc trước, thì ngươi chắc chắc còn tiến xa hơn cả ta. Vào lúc này, truyền đến một tiếng nổ nặng nề vang lên từ đằng xa chân trời. Thân sắc của mộ tuyết cùng triệu hổ bỗng trở nên chấn động. Hai bên ngưng hàn huyên với nhau, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đằng xa. Bên trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng bị tiếng nổ ảnh hưởng, trôi giạt ra. Một đoàn bạch ảnh cực lớn xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ cực nhanh, trong mấy hơi thở đã đến gần, hóa thành một con thuyền màu trắng vô cùng to lớn. Thuyền lớn dài chừng ngàn trượng cao gần chăn trược, giống như một ngọn núi đang lơ lửng giữa không trung. Kiến trúc trên thuyền gồm hai ba mươi tầng trồng lên nhau. Mỗi tầng đều có vô số lối đi nhỏ, nhưng đều là cửa sổ của vô số gian phòng. Thuyền lớn đến gần bến tàu liền nhanh chóng giảm tốc độ lại, rất nhanh sau đó liền dừng lại, vững vàng ở trên không. Uy uinh rầm rầm, linh văn trên bến tàu đột nhiên nở rộ, tỏa ra linh quang đặc biệt, Hội tụ lại với nhau hình thành nên một cột sáng thô to phóng thẳng lên trời, tiếp xúc với thuyền lớn đang ở giữa không trung. Dưới đáy thuyền lớn cũng lập tức hiện ra vô số linh văn, tạo thành một đám trận pháp. Các sắc quang mang bên trong cột sáng đều đồng loạt chui vào bên trong những linh văn dưới đáy thuyền. Cột sáng giống như một sợi dây neo xiềng xích khổng lồ, mang thuyền lớn trên không trung cùng với bến tàu dưới mặt đất nối lại với nhau. Dưới sự tiếp dẫn của cột sáng, thuyền lớn màu trắng chậm rãi hạ xuống, ngừng lại ngay tại bến tàu bạch ngọc thuyền lớn đang lơ lửng này tên là vân chu uy danh hiển hách khắp hắc phong hải vực hắc phong hải vực tuy chỉ là vùng đất biên thùy đối với toàn bộ chân tiên giới chẳng qua chỉ là muối bỏ biển thậm chí nếu nói ở bắc hàn tiên vực thì cũng chỉ là một góc nhỏ xa xôi nhưng mà đối với tu sĩ ở đây mà nói thì diện tích của hắc phong hải vực rộng lớn đáng sợ cho dù là chân tiên thì nếu muốn bay qua hắc phong hải vực cũng không biết là sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian các đảo lớn nhỏ trong hắc phong hải vực đều phân bố giải rác dưới biển lại có các loại yêu thú đang sinh sống, nguy hiểm bốn bề. Nếu không tính một ít tu sĩ cấp bậc chân tiên, thì để cho tu sĩ đi thăm các hòn đảo khác cực kỳ không tiện. Thương hội lớn nhất Hắc Phong đảo nhận ra điểm mấu chốt này để tiến hành kinh doanh, liền hao phí một món tiền khổng lồ để chế tạo nên chiếc vân chu lơ lửng này. Chiếc thuyền có thể chở được vạn người, đi khắp các nơi đông tây nam bắc trong hải vực. Vân chu lơ lửng dùng các thủ pháp đặc thù để luyện chế. Tốc độ của nó cực nhanh, nếu so với tốc độ của tiên nhân cấp bậc chân tiên thì nó còn muốn nhanh hơn nhiều. Thuyền này tốc độ nhanh, lại khá an toàn, tuy rằng thu phí có hơi đắt đỏ, nhưng vẫn được tu sĩ các đảo lớn nhỏ lựa chọn để sử dụng. Âm ầm bên trên vân chu lơ lửng nổi lên mảng lớn bạch quang, sau đó ngưng tụ hóa thành một hành lang thật dài, phóng đến bên cạnh bến tàu. Nguyên một đám thân ảnh của tu sĩ bay ra từ hành lang bên trong, đã xuất hiện trên bến tàu. Trên mặt mộ tuyết cùng triệu hổ lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lao ra nghênh đón. Vị tiền bối này có phải là muốn đi hắc phong thành? Tiểu nhân quanh năm sống bên trong thành, đối với các tình huống bên trong đó nắm rõ như lòng bàn tay. Tiền bối nếu muốn đi chỗ nào hoặc cần làm bất cứ chuyện gì, tiểu nhân nhất định có thể giúp đỡ người. Mộ Tuyết nhiệt tình chào mời đối với một nam tử áo đen vừa mới xuất hiện. Triệu Hổ cũng hướng về tên còn lại mà ninh đón, nói lời tương tự với Mộ Tuyết. Những người bên cạnh hai người Triệu Hổ cũng mời chào như vậy. Nam tử áo đen không để ý chút nào đến Mộ Tuyết lập tức bay về hắc phong thành ở phía đằng xa. Mộ tuyết không nhụt chí chút nào, gương mặt y lập tức tươi cười nghinh đón người kế tiếp, nhưng mà, người này cũng không thèm để ý, thoát cái liền bay đi. Phía trên Vân Chu, rất nhanh liền đã có hơn phân nửa hành khách đã bay xuống. Đến bây giờ, vẫn không có người nào đồng ý thuê mộ tuyết. Dạ dạ, tiền bối an tâm, vãn bối tất nhiên sẽ làm tốt việc này cho ngài. Triệu hổ bên cạnh đã được một hành khách chấp nhận thuê gã. Người đó là một tu sĩ hợp thể kỳ, gã phất tay một cái, một luồng lam quang hiện ra, quấn lấy thân thể triệu hổ, bay về hắc phong thành. Trên mặt mộ tuyết hiện lên chút lo lắng, có vẻ bởi vì tuổi hắn còn quá nhỏ, không đủ sức, nên chuyện làm ăn một mực không tốt. Vào thời điểm này, một nam tử mặc áo bảo xanh bay xuống nhẹ nhàng từ trên vân chu. Hắn không có lập tức bay đi hắc phong thành mà đảo mắt nhìn xem phong cảnh xung quanh. Tiền bối, có phải người lần đầu đến hắc phong thành? Không dối gạt gì người, diện tích của hắc phong thành quá lớn, đường xá thì cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, bên trong thành còn bố trí vô số cấm chế hạn chế. Nếu không có người quen dẫn dắt thì thật sự rất phiền toái. Tiểu nhân chính là người sinh ra và lớn lên trong hắc phong thành, đối với các nơi bên trong thành cực kỳ quen thuộc, nhất định có thể giúp được cho tiền bối. Mộ tuyết lập tức nghênh đón, người dẫn đường, nam tử áo bảo xanh liếc nhìn mộ tuyết, đúng, đúng, tiểu nhân làm việc này đã 4 năm năm nay, tiền bối chỉ cần trả năm khối trung phẩm linh thạch là được. Mộ tuyết thấy có hy vọng, nội tâm lập tức vui mừng, liền hạ giá thấp xuống một chút so với bình thường. Được rồi, ta xác nhận là lần đầu tiên đến Hắc Phong Thành, cần một người dẫn đường. Nam tử áo bào xanh nhẹ gật đầu, phất tay phát ra một luồng ánh sáng màu xanh, nâng hai người lên bay về Hắc Phong Thành. Người tên gì, nam tử áo bào xanh liếc nhìn mộ tuyết, trong lòng khẽ đánh giá, trong mắt dường như hiện lên một chút khác thường, liền hỏi. Tiểu nhân tên là mộ tuyết, mộ tuyết vội vàng trung thực đáp. Mộ Tuyết, nghe như tên của một đứa con gái. Nam tử áo bào xanh cười nhạt một tiếng, tên do mẹ tiểu nhân đặt, khiến cho tiền bối chê cười rồi. Mộ Tuyết gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi vừa mới nói là ngươi sinh ra và lớn lên ở Hắc Phong thành. Ngươi lớn lên ở vùng biển, quanh năm bị gió biển thổi qua, khiến cho làn da trở nên dám nắng, nhưng bên trong lại hồng hào khỏe mạnh. Nếu so với màu da của ngươi thì khác nhau rất lớn, nhìn bộ dạng của ngươi, chắc hẳn ngươi phải lớn lên ở vùng núi." Nam tử áo bào xanh nói, giọng giống như cười mà không phải là cười. Mộ tuyết sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu nói, con mắt tiền bối quả nhiên tinh tường, tiểu nhân đúng là lớn lên ở một sân thôn. Lúc nãy nói dối với người, thật có lỗi vô cùng. Tiểu nhân là người đến từ bên ngoài, muốn trở thành người dẫn đường ở Hắc Phong Thành để kiếm miếng cơm, đành phải đi nói dối một chút. Không sao, những chuyện này cũng không có gì quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể chỉ đường tốt là được nam tử áo bảo xanh trong mắt hiện ra một đoạn hồi ức khoát tay áo nói ra nam tử áo bảo xanh này chính là hàn lập hắn sử dụng vân chu lơ lửng trong hai tháng mới có thể đi tới được hắc phong thành hàn lập nhìn thành trì trước mắt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thành trì thật lớn sử dụng lực lượng trong con mắt của hắn cũng không thể nhìn đến mặt bên kia của tòa thành tòa thành bị một trận pháp thật lớn bao phủ dưới sự vận chuyển của trận pháp bắn ra chấn động linh lực vô cùng cường đại dĩ nhiên là một trận pháp cực kỳ lợi hại hai người rất nhanh bay đến bên cạnh Hắc Phong Thành, trên tường thành mở ra hơn 10 cái cổng thành lớn nhỏ khác nhau. Tiền bối, những cái cổng này dành cho những thành phần khác nhau đi vào bên trong thành. Nếu là cư dân địa phương hoặc tu sĩ thì sẽ không cần phải nộp phí tổn gì cả. Đối với phạm nhân hoặc thương đội thì phải nộp ngân lượng mới có thể vào thành. Nếu tiền bối là tu sĩ lần đầu tiên đến đây thì đi cửa bên kia. Mộ tuyết nói xong, chỉ một cánh cửa ở bên trái chương 138, tiên nguyên thạch cùng địa đan sư. Hàn lập nghe xong lời của mộ tuyết, không nói thêm gì, liền bay về cổng tò vò. Tu sĩ từ bên ngoài muốn vào trong thành phải đi qua cổng này. Lúc hắn đến, hàng người đã xếp thành một hàng dài. Mấy thân hình mặc áo bào tu sĩ màu đen đang canh chừng cửa thành, thu phí vào thành đối với hàng người. Mấy tên này ngoại hình giống tu sĩ y như đúc, nhưng lại không phải là người, hình như là đạo binh địa tiên. Một bên cửa thành khắc mấy hàng chữ to, là phí vào thành dành cho các cấp bậc tu sĩ nhưng mà chỉ thu đến luyện hư kỳ tu vi hợp thể kỳ trở lên cần phải giao nộp bao nhiêu linh thạch thì không có ghi tại sao chỉ viết đến tu sĩ luyện hư kỳ chẳng lẽ từ hợp thể kỳ trở lên không cần giao nộp lệ phí vào thành hàn lập đảo mắt nhìn qua những hàng chữ kia tùy ý hỏi tiền bối nói đúng tu sĩ hợp thể kỳ trở lên thân phận cao quý nên vào thành không cần phải giao nộp bất kỳ phí tổn gì cả mộ tuyết cười đáp thì ra là thế hàn lập cười cười một lát sau, hai người đã đến sát cửa thành. Hàn Lập không lấy ra bất kỳ linh thạch nào, ung dung chắc hai tay sau lưng đi vào bên trong thành. Linh quang trong tay hai đạo binh thủ vệ thành lóe lên, quét qua thân người Hàn Lập. Thủ vệ đạo binh vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Mộ tuyết có vẻ kinh ngạc, nhưng lại lập tức lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch, giao cho đạo binh. Gã vội vàng đuổi theo Hàn Lập, thần sắc trên mặt càng cung kính. Phía sau cửa thành là những con đường rộng khoảng 7-8 trượng, được lát bằng đá xanh đường phố rộng rãi, nhìn gọn gàng sạch sẽ, trên đường, xe ngựa như nước, người đi lại như thoi đưa. Có thể dễ dàng thấy được tu sĩ có chứa pháp lực, thậm chí, số lượng tu sĩ cấp cao cũng không ít. Hai bên đường là từng dãy cửa hàng rộng rãi sáng ngời, không có một chút cảm giác dơ giấy bẩn thỉu. Các cửa hàng đều kinh doanh các loại tài liệu tu tiên, chất lượng cũng không tệ. Trong thành cũng không có cấm chế cấm bay, chỉ cần không bay quá cao thì sẽ không ai chú ý. Hàn lập phi thân lên không trung, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Từ bên ngoài nhìn vào không có chút cảm giác gì, nhưng mà, khi vào trong thành, trải rộng tầm mắt hắn là một sự phồn hoa khắp nơi, cửa hàng đông đúc như nêm, người phàm và tu sĩ sống cùng nhau. Tiếng người huyên náo, ồn ào náo động bốn phương tám hướng. Cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng như thế, quả thật khiến cho hắn có chút rung động. Không biết lần này tiền bối đến hắc phong thành là muốn mua đồ vật gì? Hay là muốn làm sự tình nào đó? Mộ tuyết đi tới bên cạnh hàn lập, dè dặt hỏi. Ta nghe nói, truyền tống trận ra khỏi hắc phong hải vực nằm bên trong hắc phong thành. Hàn lập quay người nhìn về mộ tuyết, tùy tiện hỏi một câu. Đúng thế, truyền tống trận kia nằm ở tháp thiên tinh ở ngay giữa thành này. Tiền bối, chẳng lẽ người muốn rời khỏi hắc phong hải vực? Mộ tuyết do dự một chút, hỏi. Hàn lập không nói gì, khẽ gật đầu. Chuyện này, tiền bối, không phải là vãn bối muốn làm người thất vọng. Hàng năm, đều có rất nhiều người đến hắc phong thành, muốn rời khỏi hắc phong hải vực nhưng mà không ai có thể thành công rời đi cả muốn dựa vào truyền tống trận kia để rời khỏi đây trên thực tế vô cùng khó khăn mộ tuyết cười khổ muốn nói tiếp nhưng lại ngừng lại khó khăn như thế nào hàn lập thần sắc không thay đổi hỏi truyền tống đại trận ở đây nối với một cổ truyền tống trận hiện tại truyền tống trận do đảo chủ đại nhân khống chế cứ trăm năm mở ra một lần truyền tống nhưng số lượng danh ngạch có hạn và phải được đảo chủ chỉ định Nói cách khác, để được truyền tống ra ngoài, đầu tiên cầm tới danh ngạch, sau đó là phải chịu một khoản phí tổn cực kỳ đắt đỏ. Ngay cả những tiên nhân kia, cũng không có mấy người có thể lấy ra được con số ấy. Mộ tuyết chậm rãi nói ra, người có biết lần kế tiếp mở ra truyền tống trận là khi nào không? Hàn lập nghe vậy, lông mày hơi hơi nhăn lại, chắc không còn lâu nữa đâu. Mỗi lần đại trận mở ra đều là trăm năm một lần, sau khi diễn ra đại đấu giá hội, hiện tại đã sắp đến đại đấu giá hội cho nên trong thành mới càng thêm náo nhiệt so với ngày thường mộ tuyết trả lời thế còn danh ngạch của đảo chủ làm thế nào mới có được nó hàn lập trong lòng hơi thả lỏng lại hỏi danh ngạch do tiểu nhân có tu vi quá thấp việc này lại được che giấu nên là không rõ lắm mộ tuyết sắc mặt cứng đờ gãi đầu một chút rồi nói ngươi vừa nói là phải tốn một khoản phí tổn đắt đỏ rốt cuộc là cần bao nhiêu linh thạch hàn lập cũng không có chỉ trích mộ tuyết hỏi một vấn đề khác phí tổn mà đảo chủ đại nhân yêu cầu không phải là linh thạch, mà là tiên nguyên thạch. Đã thế lại còn là năm viên, mộ tuyết lắc đầu nói, tiên nguyên thạch, đó là vật gì vậy? Hàn lập trong lòng hơi động, hỏi, nghe nói tiên nguyên thạch là một loại tinh thạch mà tiên nhân sử dụng phương pháp đặc thù nào đó để rót nguyên khí từ trong cơ thể vào, hình thành một loại tiền chuyên dụng cho tiên nhân. Mộ tuyết suy nghĩ một chút, liền nói, khối đá này rất chân quý sao, nếu là tiền thì chỉ cần có đầy đủ linh thạch, vẫn có thể đổi được chứ. Hàn Lập suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, cái tên tiên nguyên thạch này là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Tiên nguyên thạch cũng không phải là một loại tiền bình thường. Nghe nói, đối với tiên nhân, nó cực kỳ chân quý. Hơn nữa, bọn họ sẽ không lấy ra để giao dịch với người khác, dẫn đến là loại tiền này không có lưu thông trên thị trường. Tiểu nhân đến hắc phong thành này đã nhiều năm, chỉ nghe nói mấy chục năm trước, thương hội của Hắc Phong Thành vì trao đổi một viên tiên nguyên thạch với tiên nhân mà phải bán đi mấy cái cửa hàng cùng vô số tài nguyên thiên nhiên trên đảo mới có thể gom gần đủ số lượng linh thạch. Mộ tuyết có chút thổn thức nói, Hàn Lập như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, có chút hứng thú với cái gọi là tiên nguyên thạch. Sau đó, hắn cũng không có hỏi thăm cái gì nữa. Hắn cũng không nghĩ rằng có thể đơn giản rời khỏi được Hắc Phong Hải Vực. Việc này để sau rồi tính tiếp, hiện tại hắn đang rất tò mò đối với Hắc Phong Thành này. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đi về một hướng bên trong thành. Mộ Tuyết đi sát theo sau hắn, giới thiệu sơ qua các tình huống bên trong Hắc Phong thành. Hai người đi dạo xung quanh hết gần nửa ngày, Hàn Lập mới thỏa mãn ngừng lại. Gần nửa ngày nghe giới thiệu cũng như được tận mắt chứng kiến đã khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Nhất là khu vực trung tâm của Hắc Phong thành, nơi đây cửa hàng chuyên bán các loại đan dược, tài liệu cùng với pháp bảo tầng tầng lớp lớp, khiến cho Hàn Lập có chút hoa mắt. Nhưng mà, theo như lời Mộ Tuyết nói, bọn hắn mới chỉ đi dạo chưa được một phần của Hắc Phong Thành mà thôi. Trong lòng Hàn Lập không khỏi cảm thán, Hắc Phong Thành quả nhiên không hổ danh là tòa thành lớn nhất Hắc Phong Hải Vực, thật sự là các tòa thành ở những nơi khác không thể so sánh được với nơi này. Hắn chợt dừng bước, nhìn về một cửa hàng cao lớn ven đường. Cửa hàng này cao 5 tầng, với cổng và sân vườn to lớn, được trang trí hoa lệ nhưng không có thô tục, ngược lại mang một cảm giác cực kỳ cổ xưa, là một cửa hàng đan dược cực kỳ lớn. Tiền bối, đây là Thiên Dược Trai, có thể xem như là cửa hàng đan dược tốt nhất tại Hắc Phong Thành. Nghe nói, cửa hàng này có chút quan hệ với đảo chủ. Bên trong có rất nhiều loại đan dược chân quý, giá cả cũng không phải quá đắt. Chưa bao giờ nghe qua chuyện chặt chém giá ở đây. Mộ Tuyết liền vội vàng giới thiệu, Hàn Lập khẽ gật đầu, cất bước vào trong cửa hàng. Trên người hắn bây giờ không có nhiều loại đan dược khôi phục, ngoài ra, các loại đan dược chữa thương, giải độc thì càng ít hơn nữa. Sau này Hắn còn phải rời khỏi Hắc Phong Hải vực, tiến về phía đông tìm kiếm Thanh trúc Phong Vân kiếm, thì những đan dược cần thiết như vậy cần phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Mộ Tuyết đi theo sau, trong cửa hàng rộng rãi sắp xếp chừng vài chục quầy hàng, phía trên bày nhiều loại đan dược khác nhau, còn có một chút quầy hàng bán các loại linh tài luyện đan. Hiện tại, khách bên trong cửa hàng rất nhiều, đang lần lượt xem qua các quầy hàng. Hai vị khách quý, hoan nghênh đến với thiên dược trai của chúng ta, xin hỏi hai vị cần đan dược gì? mắt thấy hàn lập bước đến một gã người hầu mặc áo vàng chạy ra tiếp đón hàn lập nhìn qua xung quanh một lát khẽ nhíu mày đan dược bày bán ở những quầy hàng xung quanh tuy rằng không tệ nhưng mà không có cái nào lọt được vào mắt hắn đan dược nơi đây của các ngươi chỉ có những loại này thôi sao có đan dược nào cao cấp hơn không hàn lập hỏi như thế nói người hầu áo vàng nghe nói như thế liền quan sát qua hàn lập một chút gã đang phán đoán giá trị của hàn lập bèn nói, đan dược của cửa hàng chúng ta là tốt nhất ở Hắc Phong Thành. Đan dược cao cấp hơn dĩ nhiên là có, nhưng mà, giá cả thì. Thật không biết phải trái, ngươi lui ra, để ta tiếp đón vị tiền bối này. Một lão giả lông mi trắng, khuôn mặt gầy gò, mặc áo bào màu vàng bước nhanh tới, trầm giọng quát. Nhìn quần áo và trang sức trên người lão, có lẽ là một loại quản sự của cửa hàng. Nội tâm người hầu áo vàng khẽ giật thót, hung núm hành lễ với hàn lập, cúi đầu lui xuống hạ nhân có chút không hiểu chuyện, xin tiền bối chớ trách. Lão giả áo bào vàng chắp tay hành lễ với Hàn Lập, vẻ mặt áy náy. Không sao, đan dược cao cấp của các người đang ở đâu, mau mang ta tới đó xem thử. Hàn Lập cũng không thèm để ý, bèn nói, có, mời tiền bối cùng vị tiểu ca này lên trên lầu. Lão giả áo bào vàng dưới một cánh tay ra, có chút khách khí với mộ tuyết. Mộ tuyết vội vàng đáp lễ lại, tại hạ là quản sự lưu bình của thiên dược trai, không biết cao danh quý thánh của tiền bối lão giả áo bảo hỏi trong lúc đi lên lầu liễu thạch hóa ra là liễu tiền bối những tầng dưới của thiên dược trai chúng ta đều buôn bán đan dược bình thường do luyện đan sư luyện chế dĩ nhiên là không lọt vào mắt xanh của tiền bối nếu lần sau tiền bối đến đây mời lên thẳng tầng cao nhất đan dược chỗ đó đều do hách đại sư luyện chế hy vọng sẽ có ích với tiền bối lưu quản sự nhiệt tình nói hàn lập vì che giấu tai mắt của người khác đã mang tu vi của hắn hạ xuống đại thừa kỳ đối phương là một tu sĩ hợp thể kỳ dĩ nhiên là có thể cảm ứng được khí tức trên thân hắn. Tiền bối, Hách Đại Sư là một trong ba đại luyện đan sư có tiếng tại Hắc Phong Hải Vực, nghe nói tài nghệ luyện đan đã đạt tới địa giai ất đẳng. Mộ tuyết đến gần bên tai Hàn Lập, vừa giải thích rõ ràng, vừa nói nhỏ. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến tầng 5. Tầng này không có quầy hàng, chỉ có mấy cái giá gỗ chạm trổ tinh xảo. Số lượng giá gỗ không nhiều, chỉ có ba cái, bên cạnh có vài tên người hầu đang đứng, nhưng không có bất kỳ vị khách nào, rất là thanh tịnh. Thiên dược trai chúng ta cùng với hách đại sư có quan hệ mật thiết. Đa số đan dược mà lão nhân gia luyện chế đều mang đến nơi này. Có rất nhiều loại đan dược, chỗ này là đan dược tinh tiến tu vi, bên kia là các loại đan dược khôi phục, còn lại là đan dược dùng để chữa thương và giải độc. Lưu quản sự giải thích công dụng của các loại đan dược trên giá gỗ qua một lần. Hàn lập nhìn về phía những giá đựng đan dược, hai mắt không khỏi sáng lên. Không hổ danh là cửa hàng đan dược số 1 Hắc Phong Thành. Những đan dược trước mắt hắn đều cực kỳ không tồi, nếu so với đan dược hắn đổi được trong Vô Thường Minh thì có mấy loại đan dược còn muốn mạnh hơn vài phần. Theo như đối thoại lúc trước, người có thể luyện ra đan dược giúp tiến giai lên chân tiên hoặc những đan dược có ích với chân tiên thì được gọi là Địa giai luyện đan sư. Còn nếu luyện đan sư luyện chế ra những đan dược bình thường cho tu sĩ sử dụng có lẽ được gọi là Nhân giai luyện đan sư. Đây chắc có lẽ là phân chia đẳng cấp luyện đan sư trên tiên giới. Còn chuyện có phải như vậy hay không, chắc phải tìm một cơ hội để tìm hiểu rõ ràng rồi. chương 139, Tiên giới luyện đan sư. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua những loại đan dược tăng tiến tu vi và giải độc chữa thương, rồi đến ngay chỗ loại đan dược khôi phục ở giá gỗ bên cạnh. Mỗi loại đan dược trên kệ đều có phần chú thích ghi rõ đặc tính của đan dược và giá cả. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua rồi rất nhanh nhìn vào lọ linh đan quy nguyên đan. Đan dược này uống vào có thể đại bổ nguyên khí, tăng cường khí huyết. Hiện tại, mỗi lần hắn cô động viên tinh hạt ẩn chứa pháp tắc thời gian thì không khỏi mất đi rất nhiều khí huyết. Đan dược này vừa vặn dùng rất phù hợp, có thể giảm bớt không ít thời gian điều dưỡng, khôi phục. Cho ta năm bình quy nguyên đan, Hàn Lập nói, linh đan này trong mỗi bình chỉ vẻn vẹn có 3 viên, giá lại rất cao, cần tới 30 khối cực phẩm linh thạch nhưng do hắn đã đoạt được từ những tên địa tiên, tán tiên bị hắn tiêu diệt không ít cực phẩm linh thạch nên hắn cũng không quá sót. Vâng sắc mặt lưu quản sự mừng rỡ, lấy ra một lệnh bài. Từ lệnh bài bắn ra một vệt trắng nhập vào vòng bảo hộ xung quanh quầy hàng, liền mở ra một lỗ hồng. Trong đó có một người hầu đang ngồi chờ, dâng lên năm bình ngọc xanh biếc. Hàn lập lại tìm kiếm tiếp một lượt, rồi lựa chọn một loại đan dược giúp gia tăng tốc độ thu nạp thiên địa linh khí trong thời gian ngắn là vọng nguyên đan và một loại đan dược dịch dung có thể giấu giếm được thần thức của tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ là chỉnh cốt tán. Cả hai loại này đều không rẻ, khiến cho hầu như linh thạch cực phẩm hắn mang trên người đều tiêu hết phân nửa. Bởi vì những việc mạo hiểm phải đối phó sau này không thể đoán trước nên tất nhiên là hắn chấp nhận dốc sạch vốn. Lưu quản sự thấy thế, mặt mày rất hớn hở vì dù sao thì giá trị vụ giao dịch này đối với gã quả thực không hề nhỏ chút nào. Ngay khi gã định giới thiệu thêm với Hàn Lập một số loại linh dược khác thì có tiếng bước chân truyền đến. Sau đó, là có hai thân ảnh lên tới tầng 5. Người đi trước là một thiếu nữ tầm 18, 19 tuổi, áo trắng như tuyết, nét mặt thanh tú, dáng người yểu điệu, không vướng chút bụi trần nào, giống như tiên nữ trên cung trang dáng trần. Bên cạnh thiếu nữ áo trắng là một gã thanh niên áo lam tầm hơn 20 tuổi, tướng mạo anh Tuấn nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, khó hưa. Lưu Bình, linh tài lần trước ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Thanh niên áo lam vừa lên, nhìn lướt qua hàn lập một cái, rồi không chút khách khí nói với Lưu Quản sự. Hóa ra là đại tiểu thư và phương đại sư giá lâm, không kịp đón tiếp, mong được lượng thứ. Phương đại sư, đồ vật ngài muốn đã chuẩn bị xong, tại hạ sẽ mang ra ngay. Lưu quản sự bước nhanh tới nghênh đón, trong lúc nói chuyện, liếc nhìn Hàn Lập có chút áy náy. Đại sư, trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, nhìn qua thanh niên áo lam thì thấy trên cổ áo gã có một cái đồ án tiểu đỉnh màu đỏ. Tiền bối, đó là ký hiệu chỉ có đan sư mới có. Người này là giáp đẳng nhân đan sư, mộ tuyết ở bên cạnh khẽ nhắc, Hàn Lập nghe xong, như suy nghĩ đến điều gì đó, rồi nhẹ gật đầu, không nhìn gã kia nữa mà tiếp tục đi xem các loại đan dược khác. Lúc này, Lưu Bình kêu hai người hầu đến tiếp hai người thiếu nữ áo trắng, còn bản thân mình đi xuống lầu dưới. Thiếu nữ áo trắng có vẻ lo lắng nhưng vẫn giữ được nét tiêu sái, dạo bước đến chỗ giá gỗ đặt các loại đan dược chữa thương giải độc để xem xét. Mặc Huynh Phúc lớn mệnh lớn, thực lực không tầm thường nên chắc vì vô ý mà rơi vào cấm chế hoặc không gian đặc thù nào đó có thể ngăn cách được nguyên thần đang cảm nhận thôi. Dù sao thì loại sự việc như vậy không phải là chưa từng xuất hiện. Nàng cũng đừng lo lắng quá mức, thanh niên áo lam đi sau thiếu nữ áo trắng, nhẹ nhàng an ủi. Ta cũng không tin đại ca xảy ra chuyện, lần này kiểu gì cũng phải tìm ra người thiếu nữ áo trắng, khẽ gật đầu, lời cất lên như tiếng chim oanh vàng. Hàn Lập không quan tâm đến chuyện của hai người này, rất nhanh xem xét tất cả các đan dược ở đây qua một lượt nhưng không tìm được thứ mà hắn mong muốn. Đi thôi, hắn nói với Mộ Tuyết, rồi quay người đi xuống lầu. Rời khỏi thiên dược trai, Hàn Lập nhìn dòng người hối hả trên đường, quay đầu hỏi mộ tuyết, ở trên đảo Hắc Phong này có cho thuê tòa động phủ nào yên tĩnh để ở tạm không? Bẩm tiền bối, chỗ dậu Sơn Dương ở ngoài thành 500 dặm là do đại nhân đảo chủ sáng lập ra, chính là chỗ để phục vụ cho các tu sĩ vãng lai đến thuê. Nếu tiền bối muốn đi, vãn bối xin dẫn đường. Đợt trước, vãn bối cũng đưa mấy vị khách qua đó nên rất quen đường. Mộ tuyết nghe xong, trả lời ngay. Không cần, ngươi nói đại khái cho ta biết vị trí, tự mình ta đi là được rồi. Hàn lập khoát tay nói, tiền bối đi dọc theo đường lớn trong thành ra cửa phía bắc, rồi cứ đi thẳng hướng bắc là đến. Mộ tuyết có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng lập tức trả lời. Hàn lập nhấc cổ tay ném ra một khối tinh thạch màu xanh cỡ long nhãn theo hình vòng cung bay tới trước ngực mộ tuyết. Gã vội vàng đỡ lấy trong tay, nhìn vào thì phát hiện ra là một khối linh thạch cực phẩm. Mặt gã hiện lên vẻ vừa sợ hãi, vừa vui mừng nhưng ngay lập tức gã có chút sợ hãi đưa hai tay dâng linh thạch trở về, mở miệng nói. Tiền bối cho quá nhiều, chỉ cần 5 khối linh thạch trung phẩm là đủ. Yên tâm nhận đi, khối linh thạch này cũng không cho không ngươi, ta có việc cần phiền ngươi đi nghe ngóng giúp ta một lần. Xin tiền bối cứ nói, mộ tuyết nghe vậy, hơi nào nào nhưng cũng không vội vã cất khối linh thạch trên tay mà mở miệng hỏi. Hàn lập thấy thanh niên này phản ứng như vậy có chút hài lòng, nhẹ gật đầu rồi nói. Ta muốn người thay ta nghe ngóng xem làm như thế nào để vào được danh ngạch cho phép ly khai đảo Hắc Phong chỉ cần ngươi tham dò được tin tức có ích, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ làm hết sức. Mộ tuyết lộ vẻ mừng rỡ, gật đầu lia lịa rồi quyết tâm. Sau khi hai người tạm biệt, mỗi người một ngả, đi tới hai hướng. Hàn lập chậm rãi đi dọc theo đường lớn trong thành, vừa đi vừa quan sát cửa hàng hiệu buôn bốn phía, rất là thong thả, nhàn nhã như đi dạo chơi ra khỏi thành. Ra đến ngoài thành, đi thêm một đoạn rồi bỗng nhiên thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất, khoảng cách 500 dặm đối với Hàn Lập chỉ trong nháy mắt là đến. Hắn nhanh chóng đáp xuống phía trước một ngọn núi tuyệt đẹp, tú lệ, cao mấy trăm trượng. Phóng mắt nhìn thì thấy cả ngọn núi tuy không cao nhưng rừng cây sum xuê, xanh ngát, mây mù lượn lờ trên sườn núi, cũng có chút vẻ thần tiên của tiên gia. Ngoài ra, với mắt người phàm không thể nhìn thấy nhưng hắn phát hiện ra một tầng linh lực kỳ lạ, rung động yếu ớt như một cái lưới lớn ở trên trời che phủ cả ngọn núi vào bên trong. Ngắm nhìn một lát, hắn mới dừng lại, rồi đi tới cửa tòa đại điện ngói đỏ. Đi vào trong điện, hắn liền nhìn thấy ngay phía trước là một cái bình phong to lớn vẽ 12 đảo dựng thẳng đứng. Bên trên theo hình ảnh toàn bộ dậu dương sơn bằng kim tuyến, trông 10 phần hoa mỹ. Trước tấm bình phong bày một cái bàn dài và to làm bằng gỗ, có màu đỏ tía, bề mặt sáng bóng, trơn nhẵn như gương. Phía góc bên phải trên bàn là một cái lư hương đầu thú, bên trên khói xanh đang lượn lờ, lan tỏa. Sau làn khói xanh là một lão giả mặc áo xanh theo phong cách nhà nho, tay phải cầm một quyển sách cổ màu xanh, đang say sưa ngồi đọc, làm như không nhìn thấy Hàn Lập. Hàn Lập nhìn bốn phía, thấy trong điện ngoài lão này ra không còn ai thì liền tiến tới, rồi ho nhẹ một tiếng. Lúc này, lão giả kia mới chậm rãi ngẩng đầu lên đánh giá qua Hàn Lập một lượt. Trong mắt lão ta không khỏi toát lên vẻ thất vọng, không chút hứng thú. Đến thuê động phủ ở à? Lão giả mở miệng hỏi, còn động phủ nào có vị trí vắng vẻ một chút, không bị người khác quấy dày không? Hàn Lập hỏi. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, không chịu được nói. Lời này lão phu nghe đến chai cả lỗ tai rồi. Mười người tới thì có đến chín kẻ nói thế. Nào có nhiều động phủ yên tĩnh như vậy cho các ngươi chọn, cả đám các ngươi đều cho mình là chân tiên hả? Lão ta vừa dứt lời, một luồng linh áp vượt xa tu sĩ đại thừa kỳ từ trên thân hàn lập bộc phát ra. Khí thế động trời khiến thân hình lão giả lảo đảo, tí nữa thì té khỏi ghế. Lão giả áo xanh vô cùng sợ hãi, vội đứng dậy, vừa khom người thi lễ, vừa liên tục van xin, vãn. Vãn bối có mắt như mù, không nhìn ra tiền bối. Xin người thứ tội, thứ tội, khí thế trên thân hàn lập thu lại, chẳng thèm so đó với lão ta, vứt ra một túi linh thạch nhỏ, rồi nói tìm cho ta một động phủ yên tĩnh. Tiền thừa không cần thối lại, vâng, vâng, động phủ giáp đẳng chữ càng ở cạnh đỉnh núi Vọng Nhật Nhai là một trong số không nhiều động phủ giáp đẳng yên tĩnh nhất. Không biết tiền bối có hài lòng hay không, lão giả áo xanh thò tay nhận lấy túi linh thạch, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng vừa dùng một tay chỉ vào một chỗ trên bình phong to lớn phía sau lưng vừa nói hàn lập ngẩng nhìn chỉ thấy ở một đỉnh núi vẽ trên bình phong sáng lên một quang điểm có vị trí hoàn toàn vắng vẻ khoảng cách với tác động phủ phụ cận khác đều rất xa chỗ đó được hàn lập nhẹ gật đầu rồi nói lúc này lão giả mới thu túi linh thạch vào rồi đưa cho hàn lập một thẻ tròn màu đen một lúc sau ở bên ngoài đại điện hàn lập rót pháp lực vào thẻ tròn Lập tức nó sáng lên một tầng hào quang màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Theo lời lão giả kia nói, cái thẻ tròn này không chỉ là chìa khóa mở cửa động phù, mà còn là giấy thông hành để hắn tiến vào đại trận hộ sơn của Dậu Dương Sơn. Chỉ cần có thẻ tròn này trên người, hắn có thể tự do phi hành trên Dậu Dương Sơn. Nếu không có sẽ bị đại trận phát hiện, trấn áp như người xâm nhập trái phép. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn, thấy trời đã dần dần lặn về phía tây, thân hình hắn lóe lên rồi phi độn tới đỉnh núi. Không lâu sau, hàn lập đã ở bên trong một tòa động phủ rộng rãi tuy nơi này đã bày ra cấm chế nhưng hắn vẫn bày tiếp ra mấy tầng cấm chế nữa thì lúc đó hắn mới yên tâm sau khi làm xong hắn đi vào mật thất khoanh chân ngồi xuống ánh mắt hắn lập lòe sáng ngời nhìn vào hư không phía trước có vẻ cực kỳ nóng ruột ngày hôm nay chứng kiến tất cả những việc ở trong tòa thành lớn nhất hải vực hắc phong thì có quá nhiều việc làm cho hắn chấn động ma quang hàn lập trầm tư một lúc rồi chợt mở miệng gọi phía dưới một bóng người chớp lên, vặn vẹo một hồi, rồi một cái bóng đen xì xông ra, hiện lên thân ảnh ma quang. Thân sắc của gã vẫn ngây ngốc như lúc trước, đạo hữu ma quang, không biết ở tiên giới, luyện đan sư được phân cấp bậc như thế nào? Hàn Lập trực tiếp hỏi, theo ta được biết, luyện đan sư ở tiên giới được chia làm ba bậc là nhân giai, địa giai và thiên giai ma quang trả lời. Chương 140, đan đạo, trên địa giai luyện đan sư quả nhiên còn có thiên giai luyện đan sư nếu ta đoán không nhầm thì nhân đan sư là luyện đan sư có khả năng luyện chế đan dược cho tu sĩ phổ thông còn địa đan sư là luyện đan sư có khả năng luyện chế đan dược phục vụ tiên nhân không rõ thiên đan sư thì có chỗ gì đặc biệt vậy hàn lập như có điều gì suy nghĩ nhẹ gật đầu rồi hỏi tiếp phân chia nhân đan sư và địa đan sư như ngươi nói không có sai biệt lắm về phần thiên đan sư còn có tên đạo đan sư là luyện đan sư có địa vị tối cao trên tiên giới chỉ có một căn cứ xác định là có khả năng luyện chế ra đạo đan hay không thôi ma quang chậm rãi nói không biết đạo đan khác đan dược khác ở chỗ nào hàn lập khẽ giật mình truy vấn đạo đan chính là đan dược ẩn chứa lực lượng thiên địa pháp tắc ma quang đáp ẩn chứa lực pháp tắc chẳng lẽ sau khi uống đan dược này là có thể trực tiếp cảm mộ lực pháp tắc sao nội tâm hàn lập khẽ động tựa hồ nghĩ tới điều gì ở tiên giới người độ kiếp thành tiên đều muốn nắm giữ lực pháp tắc để thành chân tiên Chủ yếu thông qua hai con đường. Loại thứ nhất là thông qua tu luyện biển tịch công pháp, không ngừng cảm ngộ trong thời gian tu luyện dài rằng giặc cùng trời đất, cuối cùng có cơ hội lĩnh ngộ lực pháp tác. Loại thứ hai dùng các loại linh tài ẩn chứa lực thiên địa pháp tác luyện chế thành đan đạo để uống vào, rồi cảm ngộ Ma Quang không biểu lộ cảm xúc, tiếp tục nói, đan đạo có công hiệu như thế chẳng phải chỉ cần uống vào là giảm bớt vài vạn năm, thậm chí mất chục vạn năm khổ tu tìm hiểu sao trong nội tâm hàn lập đã sớm nổi lên bão táp nhưng rồi hắn hít một hơi thật sâu bình tĩnh hỏi cũng không phải như thế mặc dù có duyên đạt được đan đạo thì tỷ lệ lĩnh ngộ lực pháp tắc có liên quan cũng cực thấp nhưng dù là như vậy thì về sau tìm hiểu pháp tắc cũng thuận lợi hơn rất nhiều ma quang lắc đầu nói tỷ lệ lĩnh ngộ lực pháp tắc chắc có quan hệ với phẩm cấp của đạo đan hàn lập suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm tất nhiên thông thường mà nói đan đạo thì chắc chắn ẩn chứa lực pháp tắc ngược lại đan dược ẩn chứa lực pháp tắc không nhất định là đan đạo tiêu chuẩn phán đoán cụ thể là nhìn đan dược sau khi luyện chế thành công có đạo văn trong truyền thuyết trên bề mặt hay không hơn nữa căn cứ vào số lượng đạo văn mà phán đoán phẩm cấp đan dược ma quang chậm rãi giải, giải thích đạo văn vậy đạo hữu có biết đạo đan phẩm cấp cao nhất có bao nhiêu đạo văn không hàn lập yên lặng ghi nhớ rồi tiếp tục hỏi tối đa là chín đạo đan văn chính là đạo đan cửu phẩm dường như là vật chỉ có trong truyền thuyết mà thôi dù là đạo đan nhất phẩm cũng đã là linh vật đoạt tạo hóa của thiên địa rồi, ở tiên giới cực kỳ chân quý, khó gặp. Ma Quang nói, thì ra là thế, khó trách thiên đan sư ở tiên giới có địa vị cao như thế. Hàn lập nhẹ gật đầu, ta biết hàn đạo hữu ở linh giới cũng là một vị luyện đan sư có tạo nghệ không tầm thường. Hôm nay hỏi về điều này hẳn là với thiên đan sư cũng có chút ý tứ. Nhưng theo ta biết, trong hơn ngàn vị nhân đan sư mới xuất hiện một vị địa đan sư, mà trong 10 vạn vị địa đan sư cũng chưa chắc có được một vị thiên đan sư. Về phần thiên đan sư luyện chế đạo đan phẩm cấp cao đã ít lại càng ít hơn rồi. Ma quang tựa như có thầm ý nói ra, ha ha, luyện đan cần dựa vào kinh nghiệm mà linh tài ẩn chứa lực pháp tắc thiên địa vốn quý hiếm dị thường thì lấy đâu ra nhiều tài liệu như vậy để luyện tập chứ. Hàn lập cười nhạt, không có chút gì ngoài ý muốn. Ngươi nói đúng một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa chính là đan phương đạo đan cũng rất hiếm thấy tất cả đều do các đại thế lực ở tiên giới nắm trong tay tiên giới thiên đan sư và linh giới luyện đan sư giống nhau ở chỗ phần lớn đều ở trong các đại thế lực người ngoài căn bản khó mà gặp ma quang nói hàn lập nghe vậy nhíu mày đúng rồi về đạo đan còn có một lời đồn đại là đan phương đạo đan chỉ có thể được một số lượng thiên đan sư nhất định lĩnh ngộ nếu đã đủ số người lĩnh ngộ rồi thì người sau này sẽ không có cách nào lĩnh ngộ phương pháp luyện chế đan này ma quang nhớ lại rồi bổ sung còn có loại chuyện này sao quả là quá mê hoặc rồi hàn lập nao nao về lời đồn là thật hay giả thì chưa có người kiểm chứng tuy nhiên tất cả mọi người thà tin là có thật còn hơn là không nên bình thường khi đã được một loại đan phương đạo đan nào là kiên quyết không truyền ra bên ngoài ma quang nói hàn lập khẽ cười khổ đối với điểm này thì hắn hoàn toàn hiểu vì đổi lại là hắn thì cũng sẽ làm như vậy đối với đạo đan và thiên đan sư ta chỉ biết đến thế hy vọng có thể giúp hàn đạo hữu ma quang nhàn nhạt nói thân hình nhoáng một cái định chui vào cái bóng đa tạ đạo hữu ma quang chờ một chút ta còn muốn hỏi một chuyện hàn lập chợt nghĩ tới một việc gọi ma quang lại ồ hàn đạo hữu còn có chuyện gì ma quang nói là về tiên nguyên thạch mời đạo hữu chỉ giáo một chút hàn lập nói a à, tiên nguyên thạch là vật rất có ích có thể dùng để bổ sung nhanh chóng tiên linh lực cho cơ thể trong lúc giao chiến cũng có thể dùng để tăng tốc độ tu luyện dù ở đâu thì cũng là vật khan hiếm ma quang nói khó trách có thể dùng như tiền. Không biết cô đọng một khối tiên nguyên thạch cần mất thời gian bao lâu. Hàn lập hỏi, điểm này thì tùy vào tu vi từng người. Thông thường, chân tiên hậu kỳ cô động một khối tốn một năm, chân tiên trung kỳ tốn 10 năm, chân tiên sơ kỳ thì cần tốn đến trăm năm trở lên. Ma Quang suy nghĩ một chút, rồi nói, trăm năm, Hàn lập cau mày, phí tổn của truyền tống trận cần tới năm khối tiên nguyên thạch. Kế hoạch ban đầu của hắn là nếu như cô động một khối tiên nguyên thạch tốn thời gian không lâu thì hắn vất vả một chút tự mình cô động cũng không sao. Hiện giờ xem ra kế hoạch này không thực hiện được rồi. Tiên nguyên thạch mà ta vừa mới nói vẫn chỉ là loại hạ phẩm. Cũng giống như linh thạch, tiên nguyên thạch chia làm bốn cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Tiên nguyên thạch phẩm chất cao thì thông thường cũng chỉ có tiên nhân cấp cao mới có thể cô động được. Ma Quang tiếp tục nói, Vật này ngoại trừ việc là cần phải không ngừng rót tiên linh lực từ bên ngoài vào thì còn có mặt hạn chế nào khác không? Hàn lập hỏi, lúc cô động tiên nguyên thạch thì không thể tu luyện được, cho nên trừ phi là bất đắc dĩ còn tiên nhân sẽ không tự nguyện làm cái việc tổn hại lớn đến mình như thế. Cho nên ở tiên giới dù tiên nguyên thạch có phẩm cấp gì cũng đều rất ít, vô cùng chân quý. Ma Quang nói, Hàn lập chậm rãi gật đầu nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Nếu mà nói như thế thì việc hắn muốn đổi lấy tiên nguyên thạch có rất ít hy vọng. Ma Quang thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, cũng không nói thêm mà thân ảnh nhoáng một cái sáp nhập vào bên trong bóng Hàn Lập, biến mất. Đêm khuya, trăng sáng trên cao, trên đỉnh dậu Dương Sơn, một đạo độn quang bỗng nhiên vọt lên, như tia chớp lóe một cái rồi biến mất. Không bao lâu, ở một nơi vắng vẻ bên trong hải vực cách xa hơn 10 vạn dặm, hiện ra một thân ảnh lơ lửng trên mặt biển. Người này khoác áo bào xanh, thân hình cao lớn, chính là Hàn Lập, chỉ thấy hai mắt hắn sáng như sao, hắn thò tay vào ngực rồi ném vào không trung, sau đó môi khẽ lầm nhầm. Theo tiếng chú ngữ vang lên, bình nhỏ lơ lửng trên bầu trời bắt đầu rung lắc mạnh. Thiên địa nguyên khí xung quanh hải vực cũng bắt đầu có chút biến động. Một vầng ánh sáng màu xanh hình cầu bắt đầu mở rộng ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Mặt biển cũng âm thầm từ từ nổi sóng lớn, trong chớp mắt đã bảy ngày bảy đêm, một viên tinh hạt nho nhỏ gần như trong suốt từ bình nhỏ ở trên không chậm rãi rơi xuống. Mặt biển cũng trở lại bình thường, sóng yên biển lặng bởi vì phục dựng sớm một viên quy nguyên đan khiến cho hắn không như mấy lần trước bị hút đến mức da bọc xương nhưng lúc này thần sắc hắn vẫn có chút huệ hoài. Hắn lấy ra một bình ngọc xanh biết rồi đổ vào một viên vọng nguyên đan vào trong miệng. Cổ họng hắn lúc đầu cảm thấy mát lạnh nhưng khi viên đan dược chậm rãi vào bụng thì luồng cảm giác mát mẻ nhanh chóng biến thành một dòng nước ấm ấp đi khắp xương cốt tứ chi rồi cuối cùng tập trung hòa tại đan điền. Đan điền nóng lên một chút, tiếp đó cảm giác thu nạp thiên điện linh khí đột nhiên tăng mạnh. Linh lực liên tục, không ngừng tiến vào đan điền sau đó chuyển hóa thành từng cỗ tiên linh lực vô cùng tinh thuần lúc trước nghe lưu quản sự nói về điểm độc đáo của đan dược cao cấp nhưng trong lòng hắn cũng chưa có nhiều cảm nhận lần này phục dụng hắn mới phát hiện hiệu quả so với lần phục dụng đan dược lúc trước khác nhau rất lớn dù sao đan dược giúp tu sĩ chân tiên cảnh trong thời gian ngắn có thể tăng tốc độ khôi phục một số lượng lớn tiên linh lực nếu lúc cô động tiên nguyên thạch phục dụng thì có thể tăng tốc độ cô động vậy có thể thấy độ chân quý của đan dược là như thế nào rồi ở tại chỗ điều tức một lúc rồi Hàn Lập độn quang bắn nhanh đến hướng thành Hắc Phong. Lúc thân ảnh Hàn Lập một lần nữa xuất hiện tại đại đường của Thiên Dược Trai, Lưu Quản sự đang tiếp một vị khách quen, liếc nhìn thấy hắn thì có chút hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng thông báo với vị khách kia một tiếng rồi tươi cười ra nghênh đón. Tiền bối đại giá Quang Lâm, không đón tiếp từ xa. Lão ta vừa chắp tay hành lễ, vừa cười nói, lúc trước có mua một chút đan dược nơi đây, khi phục dụng có hiệu quả không tệ nên ta muốn xem thêm một chút hàn lập khẽ mỉm cười đáp bất cứ khi nào tiền bối tới bản dược trai đều được hoan nghênh xin mời tiền bối theo tại hạ lưu quản sự càng thêm tươi cười vội vã đưa hàn lập một lần nữa lên lầu tình hình giống như mấy ngày trước tầng năm hoàn toàn thanh tịnh trừ mấy người hầu còn không có một vị khách nhân nào không biết tiền bối muốn mua thêm một ít vọng nguyên đan hay là thử qua một loại đan dược khác lên đến tầng 5, lưu quản sự liền mở miệng hỏi không cần vội ta có vấn đề muốn thỉnh giáo một chút rồi sẽ nhìn xem mua thêm loại đan dược nào hàn lập bình tĩnh trả lời xin tiền bối cứ hỏi lưu quản sự nao nao một chút rồi gật đầu nói đan dược quý trai chẳng những tốc độ chuyển hóa cực nhanh dược liệu phi phàm chắc hẳn có liên quan không ít tới phẩm cấp linh dược sử dụng và tạo nghệ luyện đan của luyện đan sư rồi hàn lập hỏi chính xác là như thế hay tiền bối cũng là người trong nghề đan đạo lưu quản sự cười nói không dám xưng là người trong nghề chẳng qua là đã từng trải qua một chút luyện đan thuật mà thôi hàn lập khoát tay nói xin hỏi tiền bối là luyện đan sư ở đẳng cấp nào lư quản sự nghe xong có chút kinh ngạc vội vàng hỏi thực không giấu giếm lúc trước ở một góc trời xa rời thực tế nên cũng chưa bao giờ cùng luyện đan sư bên ngoài luận bàn hay so sánh qua nếu như hôm nay trùng hợp đến đây mong là quý trai mời một vị luyện đan sư đến khảo hiệu ta một lần để cho ta biết rõ trình độ luyện đan chính thức của mình thì cũng tốt hàn lập nghe vậy Gia vẻ xấu hổ nói. mươi 141, luyện đan khảo thí. Lư quản sự nghe Hàn Lập nói như vậy, lông mày kín đáo khẽ trao lại một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Lư trưởng quý xin cứ yên tâm, hết thảy phí tổn cần thiết cho khảo thí sẽ đều do tại hạ gánh chịu. Hàn Lập nói bổ sung, nếu tiền bối đã nói như vậy, chúng ta thiên dược trai đương nhiên sẽ không làm mất hứng của tiền bối, xin mời. Lư quản sự sau khi nghe xong, liền không còn do dự nói. Dứt lời, hắn liền đi trước một bước ra cửa phòng, mang theo hàn lập xuống lầu, từ hậu đường lầu một đi ra ngoài, dọc theo một nhánh hành lang đi đến hậu viện. Cuối hành lang là một cái cổng vòm hình tròn, ngăn cách giữa tiền viện và hậu viện. Dù chưa đi đến chỗ cổng vòm, Hàn Lập đã cảm thấy hư không phía trong cổng có một tầng màn sáng trong suốt, từ đó rõ ràng truyền đến từng đợt không gian ba động, có vẻ như đây là một truyền tống trận. Đi tới gần, vị lưu quản sự kia dừng bước, quay sang nói với Hàn Lập, tiền bối ở đây chờ một lát, ta đi trước thông báo một tiếng. Nói xong, hắn liền lật tay lấy ra một lệnh bài màu tím, hướng về phía hư không trong cổng vòm nhoáng một cái, trong cổng lập tức sáng lên một vầng hào quang. Hắn liền bước một bước dài vào trong cổng vòm, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Hàn lập đánh giá cảnh vật chung quanh một lát, chỉ thấy trong cổng vòm ánh sáng lại nổi lên, đồng thời từ đó chuyển đến thanh âm của lưu quản sự. Tiền bối, xin mời tiến đến. Hàn lập nghe tiếng, liền cất bước đi vào trong cổng vòm. Vừa tiến vào trong, Hắn liền cảm thấy quanh thân nóng lên, trong mũi cũng ngửi được mùi linh dược nồng đậm mà hỗn tạp ở xung quanh. Hắn ngắm nhìn bốn phía trước sau, liền phát hiện bọn hắn tựa hồ đang đứng ở trong đại sảnh của một tòa tương tự như địa cung, chung quanh là những hành lang rộng rãi thông tới cả bốn hướng. Trên vách tường hai bên từng cái hành lang là những cánh cửa màu thanh đồng cao khoảng một trượng, bên trong như ẩn hiện lộ ra ánh lửa. Không đợi Hàn Lập quan sát hết cảnh vật chung quanh, Lư quản sự liền mang hắn đi vào một trong những hành lang đấy, tới thẳng một gian phòng khách rộng rãi. Trong phòng có một vị lão già tóc đỏ thân mang áo ngắn màu tím đen, vóc người trung đẳng, đang ngồi một tay nâng chén trà, một tay dùng nắp chén khuấy nhẹ lá trà. Hàn lập liếc mắt qua, liền phát hiện người này khí thức hùng hậu, rõ ràng là một tên đại thừa kỳ tu sĩ. Mắt thấy hai người tiến đến, lão già tóc đỏ kia liền buông chén trà xuống, chậm rãi đứng lên. Lư quản sự thấy thế cũng liền hướng Hàn lập giới thiệu mà nói. Tiền bối, vị này là chư đại sư từ thiên dược trai chúng tôi, chính là một vị nhân giai giáp đẳng luyện đan đại sư, là người đã đáp ứng tới giúp tiền bối khảo thí lần này. Vậy liền đa tạ chư đại sư, Hàn Lập nghe vậy, hướng tới vị kia thi lễ mà nói. Lão giả tóc đỏ kia trong lòng biết Hàn Lập tu vi không kém gì mình, cũng không dám lãnh đạm mà đáp lễ lại, hơi mở miệng nói ra. Đạo hữu nếu muốn kiểm nghiệm trình độ đan đạo của chính mình, có thể thi với tại hạ cùng lúc luyện chế ra hoa dương đan, một dạng đan chuyên khôi phục pháp lực. Thông qua chất lượng tương đối của đan dược, liền có thể xác định trình độ của đạo hữu như thế nào hoa dương đan đan phương của đan được này ta còn chưa biết được không biết quý trai có thể bán ra hàn lập hỏi ra lông mày có chút nhân lại ồ lão già tóc đỏ nghe vậy thoáng có chút kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới hàn lập thậm chí ngay cả đan phương này cũng không biết trong lòng không khỏi có mấy phần coi thường hắn mua sắm thì không cần hoa dương đan mặc dù thuộc vào nhân giai đan dược phẩm giai khá cao nhưng đan phương của nó tại phụ cận hải vực lưu truyền khá rộng rãi rất nhiều nơi có thể bán ra, mà giá chỉ cũng không có bao nhiêu tiền. Hiện tại ta có thể đưa cho đạo hữu cũng không sao. Lão giả tóc đỏ nói xong, cổ tay rung lên, một cái ngọc giản màu trắng liền nhẹ nhàng bay đến trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập nhận lấy rồi dùng thần thức quét qua, trong lòng liền không khỏi thở dài một tiếng. Đan phương này là có thể không cần tiền, nhưng dược liệu sử dụng ở trong toa thuốc này lại không có chỗ nào mà không phải là đồ vật đắt đỏ, mà hắn còn phải móc tiền ra mua sắm hai phần, lần này đúng là một phen chi tiêu không ít. Sau đó, lão giả tóc đỏ kia liền bắt đầu điềm đạm giải thích cho hắn về một chút hạng mục cần chú ý khi luyện chế hoa dương đan. Hàn lập một bên kỹ càng nghe lấy, một bên khẽ gật đầu, đem tất cả đều yên lặng ghi lại, đồng thời trong lòng thì bắt đầu căn cứ theo kinh nghiệm mà cân nhắc tới vấn đề hỏa hầu cũng như trình tự tăng thêm linh dược. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hàn lập và lão giả tóc đỏ mỗi người nhận từ lưu quản sự một cái túi chữ vật sớm đã được chuẩn bị xong, trong đấy chứa đầy đủ linh dược cần thiết cho luyện chế hoa dương đan, rồi mỗi người đi vào trong một gian phòng luyện đan riêng biệt. Chỉ nghe một tiếng bang lang vang lên, cánh cửa thanh đồng nặng nề đóng lại. Hàn lập quan sát một chút hoàn cảnh trong phòng, liền phát hiện phòng luyện đan này so với bản thân trải qua ở linh giới, hoàn toàn chính xác có chút không giống. Trong phòng cơ hồ không có bảy biện gì, chỉ có ở trung tâm trưng bày một cái lò luyện đan bằng đồng tía cao bằng một người, trên mặt đất không có đường dẫn lửa, thân lò phía trên cũng không có phủ văn để nhóm lửa, bốn phía vách tường cùng trên mặt đất thì đều khắc họa những đạo phù văn phức tạp nhìn tựa hồ là một loại cấm chế nào đó có thể ngưng tụ cùng phong tỏa linh khí trong phòng hắn chỉ nhìn một lát liền thu liễm lại tâm thần chuẩn bị bắt đầu luyện đan chỉ thấy bàn tay hắn vừa nhấc một tiếng vỗ tay đùng phát ra một đạo hỏa diễm trắng bạc tựa như chim bay cũng cùng lúc bay vào trong lò đan hô một thanh âm vang lên bên trong lò luyện đan lập tức dâng lên một ngọn lửa bạc hừng hực qua thời gian ước chừng một chén trà đợi sau khi nhiệt độ trong lò đan lên đủ cao, Hàn Lập mới bắt đầu trực tiếp đưa linh dược vào trong lò. Nương theo lấy từng cây linh dược bay vào trong lò, toàn bộ trong phòng luyện đan liền bắt đầu mờ mịt lên một mùi thuốc kỳ dị. Qua ước chừng một canh giờ, chỉ nghe bên trong lò luyện đan truyền đến phốc một tiếng vang nhỏ, Hàn Lập liền nhìn thấy trong đỉnh chóp của lò đan bắt đầu dâng lên một đoàn màu tím nhạt sương mù, tụ tại ở phần trên lò đan, ngưng tụ không tan, hết sức kỳ lạ. Dựa theo trước đó lão giả tóc đỏ kia có nói, lúc này liền nên đem hóa vân thảo gia nhập vào trong lò nhưng khi hàn lập đem gốc kia màu trắng nhạt linh thảo cầm trong tay hắn lại có chút do dự hắn từ nhân giới đến linh giới luyện chế qua không biết bao nhiêu đan dược về việc sử dụng linh dược tài nguyên đã quy nạp lại thành một thuyết là quân thần tá sử trong đó quân làm chủ dược thần làm phụ dược tá là các loại phụ dược còn sử là các dạng dược liệu có tác dụng điều hòa cái này hóa vân thảo cũng không phải là linh dược chỉ có ở tiên giới hắn tại linh giới liền từng dùng đến qua biết thuốc này dược tính ôn hòa, thường bị dùng để làm sử dược, đưa đến tác dụng điều hòa dược tính của các dược liệu khác, đối với phương thuốc hoa dương đan này tự nhiên cũng không nên ngoại lệ. Mà lúc này, trong lò đan vừa mới dâng lên sương mù tím, chứng tỏ dược tính của các dược liệu đưa vào trước mới bắt đầu phát tán, chưa đến thời điểm cần điều hòa, lúc này tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất để đưa hóa vân thảo vào, cho nên hắn mới có chút do dự như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền đưa ra quyết định, sẽ kiên trì theo nhận định của mình. Lại qua nửa canh giờ, chờ đến thời điểm sương mù tím trong lò đan từ nhà chuyển thành đập, Hàn Lập mới lập tức xốc lên nắp lò, đem hóa vân thảo gia nhập trong đó. Theo từng trận mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, trong mắt Hàn Lập cũng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Lúc này, chỉ thấy chung quanh trên vách tường đột nhiên có quang mang sáng lên, trận văn khắc họa trên đó vậy mà lại tự hành vận chuyển. Trong toàn bộ phòng luyện đan lập tức hình thành một dòng xoáy cỡ nhỏ, lôi cuốn lấy linh lực tiêu tán đi ra từ trong đan dược, hướng phía trong lò đan tụ tập mà đi hết hai canh giờ tên lão giả tóc đỏ kia đã đi ra phòng luyện đan cùng lưu quản sự đứng chung một chỗ chờ tại bên ngoài phòng luyện đan của hàn lập lại qua ước chừng thời gian một khắc đồng hồ cửa thanh đồng phía hàn lập cũng từ từ mở ra trong tay hắn nắm một cái bình xứ màu trắng chậm rãi đi ra lưu quản sự thấy thế cười nói xem ra tiền bối cũng đã luyện chế thành công chúc mừng chúc mừng a à. còn không biết phẩm cấp như thế nào còn xin lưu quản sự cùng chư đại sư thay mặt đánh giá một phen Hàn Lập đem bình xứ đưa tới, mở miệng nói ra. Lư quản sự tiếc bình rồi mở nắp, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức từ đó tiêu tán mà ra. Tên lão giả tóc đỏ kia sau khi ngửi được, thần sắc lập tức hơi đổi, không kìm được mà tiến tới bên cạnh Lư quản sự, đánh giá đan dược do Hàn Lập luyện chế ra. Lúc này, trên hai tay Lư quản sự mỗi bên có ba viên hoa dương đan, do hai người bọn họ riêng biệt luyện chế ra. Mới nhìn bên ngoài hai bên cũng khác biệt không quá lớn, chỉ là đan dược của hàn lập nhìn tựa hồ muốn càng nhỏ hơn một chút hàn lập đưa ánh mắt về phía tên lão giả tóc đỏ kia đang muốn mở miệng hỏi thăm chỉ thấy hắn im lặng thở dài một tiếng rồi cứ thế trực tiếp quay người rời đi lưu quản sự thấy vậy cũng không có ngăn cản đợi sau khi bóng lưng của lão giả biến mất tại cuối hành lang mới hướng tới hàn lập mà nói sắc mặt mang theo mấy phần vẻ cổ quái tiền bối chớ trách về việc này chư đại sư là là có chút chịu đả kích đấy hàn lập nghe vậy liền đã minh bạch ý tứ của hắn, khoát tay áo cười nói. Vậy thì mời lưu quản sự đến bình giám đi, nếu thật như tiền bối đã nói, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua đan dược cấp cao của tiên giới, thì tiền bối thật sự là có tài trong việc luyện đan. Tiền bối đối với hỏa hầu khống chế quả nhiên là tinh chuẩn đến cực điểm, có thể đem ba viên hoa dương đan này tận trừ tạp chất bên trong, mà không chút nào thương tổn tới dược lực. Phẩm chất đan dược này so với của chư đại sư luyện chế ra, càng là cao hơn một bậc lưu quản sự lập tức chậm rãi nói ra vị này mặc dù không có sở trường luyện đan nhưng đối với đan dược tựa hồ có vài phần nghiên cứu như vậy không biết dùng việc này xem xét ta đã ứng ở vào trình độ cỡ nào ở trong tiên giới luyện đan sư hàn lập mỉm cười hỏi lại mặc dù chỉ là luyện chế được hoa dương đan nhưng lấy phẩm chất đan này mà đánh giá có thể không ngại mà nói tiền bối đã là nhân giai giáp đẳng luyện đan sư lưu quản sự trịnh trọng nói ra hàn lập sau khi nghe xong nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ Kỳ thật để luyện chế ra tới phẩm cấp dạng này, mặc dù hắn còn chưa có phát huy toàn bộ trình độ của chính mình, nhưng xét độ phức tạp của đan phương cùng độ khó khi luyện chế đã là không kém những đỉnh giai đan dược ở linh giới. Nếu theo suy tính này, chỉ sợ tay nghề luyện đan mà chính hắn từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại tiên giới cũng chỉ tương đương với một tên địa giai bính đẳng luyện đan sư mà thôi. Kỳ thật lấy tiền bối ta ọ nghệ luyện đan hiện nay, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành một vị địa giai luyện đan sư. Lư quản sự thấy Hàn Lập cũng không lộ ra chút hưng phấn nào, trong lòng không khỏi khẽ động, mang theo mấy phần nịnh nọt mà nói: "Ha ha, vậy liền mượn Lư đạo hữu lời chúc lành." Hàn Lập trong miệng trả lời như vậy, còn trong lòng lúc này âm thầm hạ quyết tâm. Hắn tương lai nhất định phải trở thành một tên thiên đan sư, tới trình độ này chỉ cần tìm được đan phương của đạo đan thích hợp, liền có thể đem chủng loại tinh hạt thần bí do bình nhỏ sản xuất, luyện chế thành đạo đan. Dù sao đối với hắn mà nói, Pháp tắc linh tài vốn là chân quý dị thường, hắn lại có thể không mấy khó khăn mà thu hoạch được tinh hạch ẩn chứa pháp tắc. Không biết tiền bối có dự định sống tại Hắc Phong Thành này hay là chỉ là tạm thời lưu lại. Lưu quản sự hơi do dự một chút, mở miệng hỏi. Hàn lập nghe vậy, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Lưu quản sự thấy thế, vội vàng giải thích: Tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối chỉ là muốn mời tiền bối gia nhập Thiên Dược Trai chúng tôi, làm một tên cung phụng đan sư. Vãn bối tin rằng với trình độ luyện đan của tiền bối, khẳng định liền rất nhanh có thể trở thành một vị gần với hách đại sư là cung phụng cấp cao. Đến lúc đó, Hàn lập khoát tay áo, ngắt lời, tại hạ chỉ là tạm thời dừng lại ở chỗ này, sẽ không mỏi mòn chờ đợi. Ý tốt của Đạo Hiếu cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Lưu quản sự thấy thần sắc của hắn không giống giả mạo, liền đành phải than nhẹ vài tiếng đáng tiếc như vậy coi như thôi. Sau đó Hàn lập lại mua một chút vọng nguyên đan, rồi tính cả phí tổn luyện chế hoa dương đan cộng lại thanh toán. Sau đấy cũng không ở lại thêm, cáo từ rời đi. Đương nhiên, hắn cùng tên lão giả tóc đỏ kia luyện chế ra tới 6 mai hoa dương đan, Hàn Lập tự nhiên cũng thu sạch lại mang đi. Chương 142, không thể cùng một lúc. Sau khi rời thiên dược trai, Hàn Lập cũng không sốt ruột quay về động phủ tạm thời ở Dậu Dương sân ngay, mà đi dạo, tìm kiếm một vài cửa hàng có quy mô lớn hơn. Lúc trước mua sắm những đan dược cao cấp, hắn đã tiêu gần hết số linh thạch đã tích góp lúc trước mà trong thời gian tới lại không thể thiếu linh thạch để sử dụng nên hắn tạm thời phải bán ra một ít tài liệu pháp bảo không cần đến để đổi lấy một ít linh thạch cực phẩm. Hòa vào một dòng người đi lại như mắc cửi trên đường phố chính, khi qua ước chừng hai con phố, Hàn Lập thấy một tòa lầu cao chiếm vị trí đắc địa nhất trên con đường. Tòa lầu cao ba tầng, xây bằng gạch đỏ hỏa nê, trước cửa là mái cong sáu cạnh được chống bởi hai cây cột trụ sơn son thiếp vàng thẳng đứng, phía trên lập ngói xanh lưu ly, li, còn có mái hiên màu vàng tô điểm, thoạt nhìn vô cùng hoa mỹ. Trên cửa treo một tấm biển to có nền đỏ viền vàng, đề ba chữ vưu bảo trai to lớn, nhũ vàng, rất khí thế. Vưu bảo trai, tức là trai có bảo. Hàn lập đọc thầm trong miệng tên cửa hàng, cảm thấy có chút buồn cười, rồi cất bước đến thềm đá, qua cánh cửa, tiến vào đại sảnh của cửa hàng. Trong nội đường, có không ít khách nhân, top 5 top 3 đang vây quanh trước quầy gỗ lim, chỉ trò các loại pháp bảo đồ vật được bày trên khay chứa đổ phía sau quầy ở cạnh họ là một gã áo bảo xanh có dáng vẻ phục vụ hoặc là luôn miệng tươi cười giảng giải gì đó hoặc là lấy một pháp bảo từ bên trên khay chứa đổ ra cho họ xem. Hàn lập lướt nhìn bốn phía xung quanh một lượt, liền phát hiện những pháp bảo bày bên trên khay chứa đồ vật tuy rằng đều có đẳng cấp không cao, cùng lắm có một vài pháp bảo thích hợp cho tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng nhưng về phẩm chất so với các đồ cùng cấp lại là loại thượng hạng. Lúc này gã phục vụ áo xanh cũng chú ý tới hắn, vội vàng đánh tiếng mời chào với người khách quen bên cạnh. Rồi mặt mũi niềm nở tiến lên nghênh đón, mở miệng nói: "Vị khách quan, ngài muốn tìm đồ gì? Hay để tiểu nhân giới thiệu qua một lần." "Ta không đến mua đồ, mà là tới bán đồ." Hàn Lập cười cười nói, "Vậy xin mời khách quan đi theo tiểu nhân, việc thu mua ở Vưu Bảo trai từ trước đến nay là do Hải đại sư và Hồ đại sư phụ trách. Tiểu nhân xin dẫn ngài đi gặp họ." Gã phục vụ áo xanh nghe xong khẽ giật mình, rồi lập tức đáp: "Hàn Lập không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Theo sự dẫn dắt của gã phục vụ áo xanh, Hàn Lập đi đến cầu thang uốn lượn bằng gỗ, lên tới lầu 3. Thiết kế trên lầu 3 cùng đại sảnh lầu một hoàn toàn khác nhau, không giống như là mặt tiền cửa hàng, mà giống như là căn phòng trong khách sạn, ngăn thành từng gian độc lập. Hải Đại Sư, Hồ Đại Sư, có khách đến, đi đến trước cửa một gian phòng, gã phục vụ áo xanh gọi to. Một tiếng két khẽ vang, cửa phòng mở ra, Hàn Lập thấy bên trong phòng đang có hai người ngồi đối diện. Trước người họ là cái bàn to, hình vuông, bên trên bầy một bàn cờ, xếp mấy chục quân cờ đen trắng. Hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Lập đang bước qua cửa, thấy khí thức của hắn không kém, liền lập tức đứng dậy, thi lễ với hắn. Gã trung niên mặc áo bào xanh, dáng vẻ nho sĩ ở chính giữa liền phất phất tay, ý bảo tên phục vụ áo xanh lui ra, rồi sau đó nói. Tại hạ hải vô lược, vị bên cạnh chính là đồng liêu Hồ Đại Du, không biết xưng hồ đạo hữu như thế nào. Lão giả dâu ngắn bên cạnh còn mê mẩn với ván cờ chưa xong, mắt vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi bàn cờ dù gã tỏ ra vui vẻ nhưng không tập trung nhẹ gật đầu với hàn lập tại hạ liễu thạch hàn lập đáp ở trong vưu bảo trai thì hai người chúng ta được coi như là có mắt một chút nên trong việc thu mua luôn chịu trách nhiệm phân biệt nếu như liếu đạo hữu đã tới đây hẳn là có bảo vật muốn bán ra nho sĩ trung niên vui vẻ ôn hòa hỏi đúng vậy trong tay tại hạ có một cái chuông xinh đẹp làm phiền hai vị đánh giá rồi ra một cái giá hàn lập vừa cười vừa nói dứt lời, cổ tay hắn đảo một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái chuông nhỏ màu lam, cỡ cái bát, toàn thân sáng óng ánh, long lanh, bề mặt khắc phù văn dày đặc, phía trên có mấy đạo lưu quang hình rồng mơ hồ lượn lờ. Hải vô lượng vừa thấy vật đó, chợt cảm thấy hai mắt sáng lên, còn ánh mắt lão giả dâu ngắn rút cuộc đã hoàn toàn rời khỏi bàn cờ. Hai người bọn họ cẩn thận tiếp lấy cái chuông xinh đẹp, đánh giá một lúc, thoáng trao đổi với nhau qua ánh mắt, rồi một người mới mở miệng nói. Pháp bảo này phẩm cấp không thấp, ít nhất cũng phải là tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể sử dụng nhưng tựa như thực sự không có tác dụng công kích hoặc phòng thủ mà là vật dùng để phong tỏa linh khí một khu vực món pháp bảo này chính là sau khi tiêu diệt hàn khâu hàn lập lấy được từ trong vòng tay chữ vật của y công năng giống như lời lão giả dâu ngắn vô cùng đơn nhất cho nên kiện đầu tiên hàn lập xuất ra chính là vật này lời đạo hữu nói không sai công dụng của vật này xác thực chỉ có thế tuy nhiên với một ít tu sĩ chuyên tu công pháp thủy thuộc tính thì đều muốn có nơi che đậy linh vật thủy thuộc tính. Vật này chính là thứ tốt hiếm có rồi, ta tin tưởng quý trai hẳn có thể ra được một cái giá đủ hợp lý. Hàn lập dừng một chút, vừa cười vừa nói, ba khối linh thạch cực phẩm, đạo hữu xem cái giá này thế nào. Hồ Đại Du trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng nói ra. Hàn lập suy nghĩ một chút, cảm thấy coi như công bằng, liền gật đầu. Sau đó, cổ tay hắn đảo một cái, trong lòng bàn tay lại đột nhiên hiện ra một viên châu màu trắng, phía trên để lộ ra khí âm hàn nhẹ nhẹ mà mắt thường có thể thấy được. Vật ấy vừa xuất hiện, toàn bộ nhiệt độ trong phòng trượt hạ xuống, trong chén trà hai người Hải vô lượng đặt ở bên cạnh bàn cờ chợt vang lên tiếng ken kết rất nhỏ. Nước trà bên trong lập tức đã bị đông lại thành đá. Hai người thấy thế, trong mắt cùng hiện lên vẻ vui mừng, cẩn thận đánh giá viên châu. Qua ước chừng nửa canh giờ, từ trong vư bảo trai, Hàn lập chậm rãi đi ra hai người hải vô lượng một mực từ lầu ba tiến hắn ra tận bên ngoài cửa tiệm. Sắp tới lúc chia tay, lại một lần nữa dặn dò nếu như sau này hắn còn có bảo vật thì hãy mang tới đây, bọn họ nhất định sẽ ra cái giá rất vừa ý. Hàn lập cười đồng ý, rồi quay người đi ra ngoài đường. Hai người kia một mực đưa mắt nhìn cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất, mới quay người trở về vưu bảo trai. Khách hàng và gã phục vụ áo xanh trong nội đường nhất thời nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi. Bọn họ từ trên tay Hàn Lập thu về năm kiện pháp bảo cùng linh tài, tự cho là đã kiếm được một số lớn rồi nên trong lòng vui sướng không thôi. Còn trên thực tế, bảo vật mà bọn họ mua được bất quá chỉ chiếm một hai phần mười số bảo vật mà Hàn Lập muốn bán ra mà thôi. Về sau, Hàn Lập lại tiếp tục dạo qua một lượt mấy cái cửa hàng có quy mô lớn nhất trong thành. Cho đến lúc gần trạng vạng tối, hắn mới rời đi tới thành Hắc Phong Thành, chạy về động phủ tạm thời ở dậu Dương Sơn hắn mở cả cấm chế vốn có ở động phủ lẫn cấm chế do hắn bố trí rồi đi thẳng vào trong mật thất trong mật thất hàn lập đảo cổ tay một cái lấy ra cái mặt nạ đầu trâu màu xanh đeo lên mặt song chỉ của hắn điểm tại mi tâm miệng niệm chú ngữ tức thì một đạo thanh quang từ trên mặt nạ bay ra hóa thành một cái trận bàn to lớn trên vách tường ánh mắt của hắn quan sát phía bên phải của trận bàn một lát rồi cổ tay hắn liên tục huy động chỉ thấy từng đạo hào quang liên tiếp bay ra liền có mấy loại pháp bảo bay lên không trung rồi rơi vào thanh quang phía trên trận bàn. Lúc trước, Hàn Lập đều dùng diện mạo khác nhau để phân ra bán mấy loại pháp bảo linh tài có trong tay ra bên ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ lại mấy cái bảo vật quý hiếm nhất, kể cả thiết trùy màu đen của giao thập lục. Mấy thứ bảo vật này cơ bản đều là lúc trước trong hành trình ở đảo Hồng Nguyệt, Hàn Lập thu thập trên thi thể của một vài thành viên vô thường minh khác, mà phần lớn lại là pháp bảo thiếp thân của họ. Nếu vạn nhất ở chỗ này lưu truyền ra, rất có thể sẽ tạo ra những phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn liền có ý định gửi bán tất cả chúng trong vô thường minh. Sau đó, Hàn Lập chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía bên trái trận bàn, ngón tay viết vào hư không. Khi một loạt ký tự ánh xanh bay vào bên trong trận bàn, một nhiệm vụ tìm kiếm tin tức của Đan Phương Đạo Đan rất nhanh xuất hiện ở phía bên trái trận bàn. Sau khi làm xong hết mọi việc, hắn liền thu hồi mặt nạ, nhắm mắt điều tức. Thời gian trôi rất nhanh, loáng một cái đã qua vài ngày. Hàn Lập lúc đầu tưởng rằng tin tức đan phương đạo đan cần thời gian rất lâu mới có thể có hồi âm, không nghĩ rằng phản hồi sớm nhất nhận được lại chính là về vật ấy. Bất quá, hắn lấy được cũng không phải đan phương đạo đan cụ thể, mà là được cho biết bởi vì vật ấy thực sự quá chân quý nên trong tình huống giao dịch bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện. Chỉ khi trở thành thành viên có thân phận cao hơn một tầng nữa ở trong vô thường minh thì mới có thể ngẫu nhiên gặp được người chủ động xuất ra đan phương để trao đổi. Tuy nhiên, hơn phân nửa đều là yêu cầu điều kiện cực kỳ hà khắc, hầu như không có người nào có thể đạt được. Mặt khác, người giao dịch còn nói, nếu có danh xưng thiên đan sư và vật thế chấp thì lúc đó muốn đạt được đan phương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí, đến lúc đó không cần chủ động tìm kiếm, sẽ có thành viên tự mình xuất ra đan phương cùng tài liệu để hỗ trợ luyện chế đạo đan. Sau đó, Hàn Lập lại hỏi thăm một chút về tam đại trí tôn pháp tắc thì được cho biết biển tịch tiên giới được xưng là có thể tu luyện trí tôn pháp tắc mặc dù có không ít, nhưng phần lớn do một ít thế lực lớn nắm trong tay, tuyệt đối không đơn giản truyền ra. Về phần một ít điển tịch lưu lạc bên ngoài thì hoặc là pháp quyết không được đầy đủ, hoặc là chính công pháp đó có chỗ thiếu hụt, căn bản không đáng tin cậy, cho nên cũng sẽ không có người dám đơn giản cầm lấy đi tu luyện. Trừ việc đó ra, mấy ngày nay, mấy pháp bảo mà Hàn Lập đặt ở trong Vô Thường Minh để gửi bán cũng đều liên tiếp được bán hết. Cộng thêm lúc trước bán ra một ít pháp bảo linh tài trong thành Hắc Phong, Hàn Lập đã tích lũy được hơn 600 khối linh thạch cực phẩm. Tuy rằng, Hàn Lập biết đối với tu sĩ bình thường mà nói tài phú trên cũng được coi là con số cực kỳ lớn nhưng để ứng đối với bất luận là đấu giá đại hội 3 năm sau, hay là thanh toán phí tổn khủng khiếp để ly khai hải vực hắc phong thì đều ở tình trạng giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi. Hắn thật sự cũng không lo lắng quá mức về việc này. Chẳng qua là lại tăng thêm một hàng ở mục nhiệm vụ bên trong vô thường minh là nhiệm vụ tìm kiếm hạt giống đản hồn hoa thôi. Theo như hắn tính toán, chỉ cần có linh dịch của bình nhỏ, trước khi đấu giá hội tại Hải vực Hắc Phong được tổ chức, việc bồi dưỡng ra một đóa đàn hồn hoa vạn năm trở lên tất nhiên là không thành vấn đề. Đến lúc đó có vật ấy ra trận, hơn phân nửa là hắn có thể đổi lấy được đồ vật mình cần. Chẳng qua là, nếu muốn dùng linh dịch thúc đàn hồn hoa thì việc hóa thân địa trích tinh luyện trọng thủy sẽ không thể tránh khỏi phải chịu một chút ảnh hưởng. Bất quá, việc này cũng là không thể tránh, dù sao cá và bàn tay gấu không thể cùng lúc được. Câu nói tuy đơn giản nói về ẩm thực nhưng lại mang hàm nghĩa sâu xa. Đó là khi đến thời điểm cần thiết, anh phải lựa chọn điều gì cần thiết cho mình, có đôi lúc, sự tham lam là căn nguyên dẫn tới việc mất tất cả. chương 143, tìm người. Mấy ngày sau, Hàn Lập đang ngồi tính tỏa tu luyện trong mật thất của động phủ tạm thời, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở mắt ra, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn phát tay đánh ra một đạo pháp quyết, cửa lớn động phủ ầm vang mở ra, một thân ảnh có làn da ngăm đen đang đứng ở bên ngoài. Chính là mộ tuyết, liễu tiền bối, sự việc ngài phân phó vãn bối hỏi thăm đã có một ít manh mối. Mộ tuyết vội vàng cung kính thi lễ với Hàn Lập, rồi nói. Vào đi rồi hãy nói. Hàn Lập nhẹ gật đầu, để cho mộ tuyết đi vào động phủ. Tiền bối, căn cứ tin tức trước mắt phải bối siêu tập được thì có hai phương pháp chính thống có thể đạt được danh ngạch truyền thống. Sau khi đi vào, mộ tuyết không chậm trễ, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ô, hai phương pháp nào? Hãy nói ta nghe một chút. Hàn Lập nói phương pháp thứ nhất là cần tu vi đạt chân tiên cảnh trở lên, đảm nhiệm làm khách khanh ở đảo chủ phủ, phục vụ trong vòng trăm năm thì có thể đạt được danh ngạch. Còn một phương pháp nữa là hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên do đảo chủ phủ ban hành, bên trong những nhiệm vụ này có khi sẽ ban thưởng danh ngạch truyền tống. Mộ tuyết nói, Hàn Lập nghe xong, liền trầm mặc với phương pháp thứ nhất, tất nhiên hắn sẽ không cân nhắc. Việc thập phương lâu truy ná công thêm việc xiềng xích thần bí trói buộc Nguyên Anh khiến hắn vẫn như bị nghẹn ở cổ họng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm hắn phải vội vã rời Hải vực Hắc Phong. Thời gian trăm năm thực sự quá lâu, e sẽ phát sinh biến cố. Phương pháp thứ hai là hoàn thành một nhiệm vụ mà loại nhiệm vụ để có thể có được danh ngạch truyền tống chỉ sợ độ khó tuyệt đối không thấp. Tuy nhiên, so với phương pháp thứ nhất lại thích hợp với hắn hơn một chút. Đến lúc thực hiện nhiệm vụ có thể chú ý cẩn thận một chút. Tiền bối, ngoại trừ hai phương pháp, vãn bối còn thăm dò được, danh ngạch truyền tống cũng có giao dịch ngoài chợ đen nhưng giá tiền Quả thực không ít, mộ tuyết thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, hạ giọng báo cáo tiếp. Là bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng cần 5 khối tiên nguyên thạch, nghe nói còn không dễ mua được. Hàn Lập lắc đầu, cộng với phí tổn truyền tống thì chính là 10 khối tiên nguyên thạch. Một tu sĩ chân tiên sơ kỳ cho dù không tu luyện, cũng phải tốn dòng dã thời gian 1.000 năm mới có thể luyện chế ra đủ. Lúc trước, hắn nghe ngóng bên trong vô thường minh là có thể đổi được một ít tiên nguyên thạch, chẳng qua một khối tiên nguyên thạch cần tới khoảng 100 linh thạch cực phẩm, mà thường thường có tiền cũng chưa chắc mua được vì tiên nguyên thạch vừa xuất hiện là ngay lập tức sẽ có người đổi lấy. Trong tình hình này hiển nhiên là khống chế việc xuất nhập đảo Hắc Phong thuộc quyền lực của đảo chủ, hẳn là không muốn có người bỏ mặc tự do rời nơi này. Tốt, ta đã biết, vất vả cho ngươi." Hàn Lập nói, rồi lật tay lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm đưa cho Mộ Tuyết. "Đa tạ tiền bối, sau này có bất cứ chuyện gì, cứ việc phân phó cho vãn bối." Mộ Tuyết rất vui mừng, cảm kích nói. Hàn Lập cười cười, đuổi mùa tuyết rời đi. Sau đó, hắn để hai tay sau lưng bắt đầu thong thả đi đi lại lại bên trong động phủ suy nghĩ. Sau một lát, hắn rời động phủ, bay về một hướng. Khu vực trung tâm thành Hắc Phong có một khu kiến trúc màu đen rộng lớn. Những tòa kiến trúc màu đen này hoàn toàn tách biệt với xung quanh, mỗi một viên gạch, tấm ngói đều dùng vật liệu đá tinh xảo để làm. Khu vực này chiếm diện tích khá rộng, bố trí cực kỳ tinh xảo, đình đài lầu các, vườn hoa, dòng suối bên trong cái gì cũng có hiển nhiên là một tòa phủ đệ vô cùng to lớn. Cả tòa phủ đệ tản mát ra một cỗ khí đen nhẹ nhẹ, nhìn từ bên ngoài phảng phất như bị một tầng khói đen che phủ. Người đi đường khi đi ngang qua nơi này đều tránh thật xa, hoặc vội vàng bước nhanh qua, không dám tới gần. Đây chính là phủ đệ đảo chủ đảo Hắc Phong đảo Vương Phủ. Trước cổng chính phủ đệ là một quảng trường có diện tích khá lớn. Giáp quảng trường là một tòa cung điện màu đen cao lớn sừng sững. Bên trên cổng vào đại điện treo một tấm biển, đề ba chữ to phủ tín điện. Nơi đây có chút náo nhiệt, thỉnh thoảng có người đi lại, tu vi đều không thấp, tối thiểu là hợp thể kỳ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài tu sĩ đại thừa. Một đạo độn quang màu xanh từ đằng xa bay vụt đến, hạ xuống bên ngoài đại điện, hiện ra thân ảnh hàn lập. Hắn ngẩng đầu nhìn đại điện trước mặt, cất bước đi vào. Trong đại điện vắng vẻ, chỉ có một vách đá màu xanh, cao mười mấy trượng dựng đứng ở chính giữa, phía trên có vài hàng văn tự. Hai nam tử áo đen, một trái một phải đứng ở hai bên vách đá. Nhìn y phục trên thân chắc là người của Đảo Vương phủ. Lúc này có 10 tu sĩ đứng ở các nơi trong điện, ngẩng đầu nhìn vách đá, thỉnh thoảng thấp giọng đàm luận một chút với người quen về nội dung nhiệm vụ. Hàn Lập đứng gần vách đá, ngẩng đầu nhìn, số lượng nhiệm vụ ở phía trên không ít, chừng 2-30 cái. Phần miêu tả nhiệm vụ và ban thưởng đều viết khá chi tiết. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua một chút, rồi bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ có phần thưởng là quyền sử dụng truyền tống trận. Hắn phát hiện rất nhanh hai cái một cái là tìm kiếm một loại linh tài tên là thanh hồng phỉ ngọc còn một cái là nhiệm vụ cần có tu vi chân tiên trở lên tỏa trấn ở một hòn đảo trong vòng trăm năm hàn lập cau mày về thanh hồng phỉ ngọc lúc trước ở đảo ô mông hắn đã từng xem trong biển tịch chính là một loại linh tài trong truyền thuyết có ẩn chứa lực lượng pháp tắc thiên địa trong lúc nhất thời biết đi đâu mà tìm mặc dù có người có thể tìm thấy linh tài này nhưng có đáng để đem đi đổi lấy một lần cơ hội truyền tống hay không thì chỉ sợ còn phải cân nhắc kỹ về phần nhiệm vụ tỏa trấn cần trăm năm kia thì đối với hắn mà nói càng không cần cân nhắc. Ồ, Hàn Lập đang có chút phiền muộn nhưng khi quan sát tiếp, bỗng con mắt sáng lên. Ở trên cùng của vách đá có một nhiệm vụ có chút đặc biệt. Là nhiệm vụ tìm người nhưng lại không nói rõ là tìm kiếm người nào. Tuy nhiên, phần thưởng cho nhiệm vụ này lại không thể coi thường. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đưa ra một yêu cầu hợp lý với đảo chủ. Thời gian tuyên bố nhiệm vụ này cách đây không lâu mà có đánh dấu đằng sau nhiệm vụ là nhất định phải có tu vi chân tiên cảnh trở lên. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, nhiệm vụ tìm người này thần thần bí bí, mặc dù biết cũng sẽ không dễ dàng gì, nhưng so với hai nhiệm vụ kia thì coi như đáng tin cậy hơn một chút. Hắn suy nghĩ một lát, rồi đi đến trước vách đá. Vị tiền bối này, ngài muốn nhận nhiệm vụ phải không? Một nam tử áo đen thi lễ với Hàn Lập, rồi cung kính nói. Ta tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng có tư liệu rõ ràng hơn không? hàn lập chỉ vào nhiệm vụ tìm người đám người xung quanh đều nháo nhác nhìn sang ánh mắt khác nhau vâng xin mời tiền bối đi theo tiểu nhân mắt nam tử áo đen sáng lên đi ra phía bên ngoài đại điện hàn lập cất bước đi theo tu sĩ chân tiên cảnh nói nhảm dám nhận nhiệm vụ này đương nhiên là chân tiên không thể nghi ngờ bất quá nhìn người này rất lạ chắc là từ nơi khác tới hàn lập cùng nam tử áo đen một trước một sau đi ra đại điện tiếng nghị luận từ phía sau truyền đến không dứt Đảo Hắc Phong mặc dù là khu vực tụ tập của tu sĩ từ các nơi nhưng chân tiên là tu sĩ đỉnh giai, dù sao cũng là tồn tại hiếm thấy. Trước đó, những người kia hiển nhiên không phát hiện gã thanh niên trước mắt có vẻ ngoài xấu xí này lại đúng là một chân tiên. Hàn Lập không để ý đến người ta nghị luận sau lưng, đi theo nam tử áo đen về phía Đảo Vương phủ. Thủ vệ ở cổng Đảo Vương phủ cũng không ngăn cản để hai người thuận lợi vào phủ. Sau khi đi xuyên qua các hành lang quanh co hành lang, thì hai người tới đại sảnh lúc này trong sảnh đã có hơn 10 người ngồi, quần áo khác nhau, cả nam và nữ. Nghe thấy tiếng bước chân, phần lớn mọi người đều nhìn tới, đánh giá vài lần rồi rời mắt, lại làm việc của mình. Những người này có khí thức khổng lồ, không ngờ cũng đều là chân tiên. Nét mặt Hàn Lập vẫn như thường nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra trên đảo Hắc Phong lại có nhiều chân tiên đến như vậy. Tiền bối, mời ngồi chờ ở chỗ này, lát nữa sẽ có người tới giảng giải nội dung nhiệm vụ. Nam tử áo đen nói hàn lập nhẹ gật đầu tìm một địa phương không gây chú ý ở trong sảnh rồi ngồi xuống một tên hầu áo xanh đi tới dâng cho hắn một chén linh trà lượn lờ hơi trắng tản mát ra hương trà thấm vào tận ruột gan hàn lập cầm chén trà lên mượn cơ hội âm thầm dò xét đám người trong sảnh những người này hiển nhiên giống như hắn đều là tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm ái nữ của đảo chủ tu vi không kém bao nhiêu đại bộ phận đều là một thân một mình phân tán ngồi dù tập trung ngồi lẫn ở giữa nhưng cũng không giao lưu có người thậm chí còn nhắm mắt nhập thần tuy nhiên cũng không phải là không có người kết bè kết đảng thành từng nhóm trong đại sảnh ở một vị trí tương đối dễ thấy có ba người ngồi sóng vai một đại hán khôi ngô một thiếu phụ trên mặt đeo hắc xa và một thanh niên dáng người gầy gò ba tên này đang đàm luận ồn ào dù người ngoài có đàm tiếu vị đạo hữu này tại hạ quản vĩnh hữu lễ hàn lập đang ngồi tại chỗ đánh giá mọi người thì có một thanh âm vang lên một thanh niên mặt tròn có dáng người hơi mập tự nhiên sán đến, nở nụ cười. Tại hạ liễu thạch, quản đạo hữu khách khí, hàn lập đặt chén trà xuống, nhẹ gật đầu, hóa ra là liễu huynh, đạo hữu trông có vẻ lạ mặt, không phải là vừa mới đến đảo Hắc Phong chứ. Quản vĩnh làm như có quen biết, lập tức bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Không sai, đúng là mấy ngày trước, liễu mỗ vừa mới đến đảo Hắc Phong. Quản huynh làm thế nào biết vậy? Hàn lập hơi nhíu lông mày, đáp, tại hạ tính tình ưa bay nhảy, thích nhất là đi thăm bạn bè, tu sĩ chân tiên trong thành hắc phong không có bao nhiêu, cơ bản ta đều nhận ra. Quản vĩnh ha ha cười nói, thì ra là thế, quản huynh giao lưu bằng hữu rộng rãi. Liễu mỗ bội phục, hàn lập gật đầu nói, quản vĩnh cứ thế mà thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt, lại nhảy không ngừng. Lúc này, hàn lập cũng chẳng có việc gì nên cùng gã đó nói chuyện phía một hai câu, thuận tiện nghe ngóng tình hình của mọi người xung quanh, thậm chí còn nghe được không ít thứ. Thời gian từng giờ trôi đi, trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày, lại có hai tên chân tiên đi vào đại sảnh. Vào giữa trưa, có tiếng bước chân từ đằng sau đại sảnh truyền đến, rồi xuất hiện một nam tử trung niên mặc cẩm bào màu đen, đầu đội mão uy nghiêm. Người này vừa mới hiện thân, trong miệng lập tức yên tĩnh, ngay cả nhóm ba tên kia trước đó không coi ai ra gì thì giờ phút này cũng câm như hến. Hàn lập nhìn người trước mắt, con người có chút co rụt lại. Nam tử cẩm bào này cứ đứng ở đó nhưng cả người y phảng phất như một ngọn núi cao sừng sững trước mắt, rồi như có một cỗ khí thế vô hình đập vào mặt khiến cho trong lòng của hắn cũng vì thế mà nao nao. Đảo chủ, gã quản vĩnh đứng lên đầu tiên, thi lễ với nam tử trung niên mặc cầm bào. Hàn lập cũng theo đám người chắp tay hành lễ nhưng ánh mắt lại tinh tế dò xét con người trước mắt mà trên danh nghĩa được xưng tụng là có tu vi và thế lực mạnh nhất hải vực hắc phong. chương 144, ái nữ đảo chủ mất tích. Chư vị không cần khách sáo, đều ngồi xuống đi. Nam tử trung niên mặc cầm bào khoát tay áo, Tuy thần sắt trên mặt y bình tĩnh như nước nhưng ở sâu trong ánh mắt vẫn có một chút nôn nóng mà người khác không dễ nhận ra. Đám người Hàn Lập nghe thế liền thi lễ một cái rồi mới đồng loạt ngồi xuống. Ta cũng không nói vòng vo, người mà ta mời chư vị tìm kiếm lần này chính là tiểu nữ vũ tình. Hai ngày trước, nó cùng vài đứa bạn đột nhiên mất tích. Đây là một ít mạnh mối của nó sau khi mất tích mà ta tìm được, chư vị chỉ cần thay ta tìm tiểu nữ về, tất có thâm tạ. Lục quân đi thẳng vào vấn đề, giơ tay áo lên, mười mấy khói ngọc giản bắn ra, rơi vào bàn trà bên cạnh mọi người. Hàn lập tiếp lấy ngọc giản, đặt lên chán, thần thức thăm dò vào bên trong. Ngọc giản bắt đầu là hình ảnh của lục vũ tình, một thiếu nữ tầm 18, 19 tuổi, mặt đẹp như tranh vẽ, áo trắng như tuyết. Hàn lập có chút giật mình, con gái đảo chủ lục vũ tình không phải chính là thiếu nữ áo trắng mà trước đây không lâu hắn đã gặp trong thiên dược trại sao. Sau hình ảnh của nàng còn có hình ảnh của mấy nhân vật nữa, đều là những người bị mất tích cùng lục vũ tình, bên cạnh ghi rõ thân phận của họ. Một người đi đầu chính là thanh niên áo lam bên cạnh thiếu nữ ngày ấy, có tên là Phương Lãnh. Gã này là nhân gia luyện đan sư, dường như là đồ đệ của một tên địa đan sư khá có danh tiếng tại hải vực Hắc Phong. Còn mấy tên khác đều là hộ vệ của lục vũ tình. Hai ba ngày trước, những người này dùng truyền tống trận rời khỏi đảo Hắc Phong, rồi sau đó không rõ tung tích. Tư liệu tiếp theo là vài chỗ mà nhóm người lục vũ tình có thể đi tới. Tư liệu không nhiều lắm, hàn lập xem xong rất nhanh ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ đào chủ vì sao tiểu thư vũ tình đột nhiên mất tích ngài có đầu mối hoặc suy đoán gì không người đầu tiên cất tiếng lần này là gã đại hán khôi ngô trong nhóm ba tên kia lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều nhìn gã ánh mắt hàn lập cũng nhìn gã đại hán theo như lời quản vĩnh kể lại ba tên này cùng xuất thân ở một địa phương thuộc hải vực hắc phong có tên là thiều sơn đảo nên được gọi là thiều sơn tam sát tục danh của ba tên này không ai biết chỉ dùng danh xưng là sát đại, sát nhị và sát tam. Tên đại hán khôi Ngô chính là sát đại trong tam sát. Thiều Sơn tam sát đều là tán tiên, ba tên này liên thủ, không ở một nơi cố định, làm việc ngang ngược nên có danh tiếng không nhỏ tại hải vực Hải Phong, có rất ít người dám trêu chọc bọn chúng. Mấy năm trước, Tiểu Nhi Lục mặc ra ngoài rồi từ đó về sau một đi không trở lại. Nguyên thần đăng trong phủ cũng bị hủy, đến nay vẫn chưa điều tra ra được kẻ nào làm chuyện này vô tình cùng huynh trưởng của nó luôn thân thiết nên hai năm qua vẫn thăm dò, tìm kiếm nguyên nhân cái chết của Mạc Nhi dù đều bị ta quát bảo dừng lại. Lần này, nó đột nhiên mất tích có khả năng liên quan với việc này. Trong mắt lục quân như hiện ra một tia thương cảm nhưng ngay lập tức đã khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói. Nghe xong chuyện này, thần sắc mọi người khác nhau nhưng nhất thời đều trầm mặc lại. Ánh mắt hàn lập có chút chấp động, không khỏi hiện lên trong đầu cuộc nói chuyện của lục vũ tình và phương lãnh tại thiên dược trai câu chuyện đúng là có đề cập tới tên huynh trưởng kia nếu như thế tư liệu về công tử lục mặc không biết đảo chủ có thể cung cấp cho chúng ta một chút hẳn có trợ giúp đối với việc tìm kiếm tiểu thư vô tình sát đại cùng hai tên còn lại trao đổi nhanh qua ánh mắt rồi nói ngươi nói cũng có lý lục quân nhẹ gật đầu y lấy ra một khối ngọc giản sau đó lại lấy ra mười mấy khối ngọc giản trống hoàn thành việc sao chép rất nhanh rồi giao cho đám người hàn lập mỗi người một khối thần thức hàn lập thăm dò vào trong các loại tư liệu bên trong chưa được sắp xếp lại nên có chút lộn xộn a à, lúc hắn nhìn vào một phần tư liệu trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc đó là hình ảnh một cái mặt nạ đầu hổ màu lam dù có chút mơ hồ cái mặt nạ này tương tự mặt nạ của thành viên vô thường minh hơn nữa hàn lập nhìn có chút quen mắt cái này là giao thập lục hắn suy nghĩ một lúc nhớ tới lúc chấp hành nhiệm vụ đảo hồng nguyệt trước đây cùng hành động với giao thập lục mặt nạ của gã chính là mặt nạ đầu hổ chẳng lẽ lục mặc chính là giao thập lục hàn lập thầm suy đoán nhưng chưa dám khẳng định bỗng lúc này đảo chủ lục quân lại phất tay mười mấy khối lệnh bài màu đen bắn ra rơi xuống bên cạnh mọi người những cái này là hắc phong lệnh lúc thi hành nhiệm vụ này chư vị có thể tùy ý sử dụng truyền tống trận được bố trí ở các nơi trên đảo hắc phong lục quân nói đa tạ đảo chủ sắc mặt mọi người trở nên vui vẻ truyền tống trận trên đảo hắc phong liên thông với không ít hòn đảo phụ cận chẳng qua bởi vì khoảng cách giữa các hòn đảo cực kỳ xa nên phí tổn truyền tống trận rất đắt đỏ. Nếu có hắc phong lệnh có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Còn về nội dung nhiệm vụ này, các người không được truyền ra bên ngoài một chút nào, nếu không chớ trách bản đảo chủ không nể mặt. Tại hải vực hắc phong này, nếu ta muốn giết một người thì dù kẻ đó ẩn náu ở chỗ nào cũng tuyệt đối không thể trốn thoát. Sắc mặt lục quân đột nhiên trở nên lạnh như băng, như một người hoàn toàn khác, gần giọng nói ra từng câu từng chữ. Đảo chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không tiết lộ nửa câu. Mọi người biến sắc, vội vàng đáp ứng. Sau khi thần sắc trên mặt chậm rãi khôi phục lại, lục quân nói tiếp, chỉ cần có người có thể mang tiểu nữ về an toàn, ta nhất định thực hiện như lời đã nêu trong nhiệm vụ, hoàn thành một yêu cầu của người đó. Tuyệt đối không hai lời, nếu đã như thế, chúng tôi sẽ bắt đầu đi điều tra luôn. Cáo từ, sát đại chắp tay chào lục quân, rồi cùng sát nhị, sát tam đi ra bên ngoài. Hàn lập cùng những người khác cũng nhanh chóng rời đi trong đại sảnh chỉ còn một mình lục quân đúng lúc này bên cạnh y lóe lên hiện ra một thân ảnh lão giả áo đen lão này dâu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại mịn màng như trẻ con khí thức khổng lồ rõ ràng là một tồn tại cường đại chân tiên trung kỳ chỉ dựa vào những tên này có thể cứu được vũ tình sao đào chủ hãy để ta hoặc lão tam đi lão giả áo đen mở miệng nói không được thanh vũ đảo gần đây liên tiếp có hành động tựa hồ sẽ có động tác gì lớn thời điểm này chúng ta đều không thể rời đảo hắc phong vô tình chỉ có thể giao cho những người này ta đã đồng ý thâm tạ tin tưởng họ sẽ làm việc tận tâm tận lực lục quân lập tức lắc đầu thở dài nói có thể lão giả áo đen định mở miệng nói tiếp thì lục quân gà tay ngăn lại sự việc có nặng nhẹ việc vô tình chỉ có thể như thế trước đã lục quân khoát tay áo trong giọng nói mơ hồ để lộ ra vẻ mệt mỏi ai nhà đầu vô tình cũng thật là thời điểm này lại chạy đi lão giả áo đen thở dài dường như đã chấp nhận. Đều là do ta trước đây quá mức chiều chuộng nó nên mới khiến cho nó tùy ý làm bậy như thế. Lần này chờ nó trở về, ta nhất định sẽ quản giáo nó thật chặt. Lục quân hừ lạnh một tiếng, cũng không thể trách vô tình hết được. Đã nhiều năm rồi, chúng ta không thể tra ra nguyên nhân cái chết của Mạc Nhi. Khó trách tình Nhi suốt ruột, lão giả áo đen lắc đầu nói. Lục quân giống như có chút buồn bực, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trong đại sảnh. Y đi vài bước, rồi đứng lại nói nếu vô tình chỉ là nhất thời mất tích thì không nói ta lo lắng nhất là nó không cẩn thận để bại lộ thân phận rơi vào trong tay bọn thanh vũ đảo thì rất phiền toái mặc dù vũ tình có chút đơn thuần nhưng vẫn có tính cẩn thận huống hồ trên người tình nhi còn có linh bảo có lẽ không có chuyện gì lông mày lão giả áo đen cao lại nhưng miệng vẫn nói thế hy vọng là ta đa tâm lục quân chậm rãi nói bọn hàn lập rời khỏi đảo vương phủ quỷ dị rồi tất cả cùng bay đến một chỗ trên đường đi, mọi người đều im lặng không nói gì. Sau một lát, mọi người hạ xuống trước một tòa thành to lớn, có kiến trúc hình thoi, hoàn toàn được xây bằng gạch xanh. Ở đại điện tầng một có hơn 10 cái truyền tống trận lớn nhỏ, tỏa ra hào quang trắng mơ hồ. Bên cạnh mỗi trận pháp đều ghi điểm đến là mười mấy hòn đảo phụ cận đảo Hắc Phong. Hàn Lập thấy vậy, thoáng kinh ngạc. Hắn ở đảo Hắc Phong đã mấy ngày đều xử lý các sự tình khác bên ngoài nhưng bù lại là nắm được tình hình đảo Hắc Phong và còn cả hải vực phụ cận. Bên trong đại điện truyền tống đánh dấu một vài hòn đảo, kỳ thật đều coi như thuộc phạm vi thế lực của đảo Hắc Phong. So với đảo Ô Mông thì các đảo nhỏ xa xôi này có khác biệt. Đảo Hắc Phong nằm ở trung tâm hải vực Hắc Phong, có thực lực cường đại nên phạm vi thế lực không chỉ ở trong đảo mà một ít đảo nhỏ ở phụ cận cũng phải phụ thuộc vào, hình thành liên minh. Đảo Hắc Phong bởi vì có liên tiếp các không gian truyền tống trận ra ngoại giới, chiếm hết thiên thời địa lợi nên vô cùng phồn hoa. Tuy nhiên cũng chính bởi vì sự phồn hoa này mà bị không ít đảo phụ cận nhắm chúng liên minh ghen ghét nên có rất nhiều thế lực đối địch cuộc tranh giành giữa các bên chưa bao giờ dừng lại